Như vậy là đã đến 8 giờ và đã đến thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay. Kính thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh có mặt trong phòng Zoom. Chào mừng các quý vị cùng đến với buổi workshop giải mã chương trình ngữ văn 9 cùng con vươn tới điểm số cao do đơn vị học văn chị Hiên hân hạnh đồng hành tổ chức ngày hôm nay. Và em xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Thư, MC của chương trình, được không ạ? Và các quý vị, các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh thân mến, chúng ta có thể thấy rằng đó là đứng trước rất nhiều những thách thức được đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng đánh giá năng lực của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, 2018 của Bộ Giáo dục ban hành, đặc biệt là có những thay đổi và những khó khăn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Với mong muốn cùng đồng hành với các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trong kỳ thi vô cùng khó khăn này, học văn chị Hiên hân hạnh được tổ chức workshop ngày hôm nay mang tên Giải mã chương trình ngữ văn 9 cùng con vươn tới điểm số cao. Và các quý vị thân mến, chúng ta đừng quên hãy theo dõi đến cuối chương trình, theo dõi đến cuối buổi workshop, bởi vì ngày hôm nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những phần quà cũng như là đã có những cái sự định hướng rất là hay dành cho các quý vị cũng như là các bậc phụ huynh, các em học sinh. Và ngay bây giờ thì em xin phép được trân trọng giới thiệu diễn giả sẽ cùng đồng hành với quý vị trong buổi workshop ngày hôm nay, chị Hải Quỳnh, giáo viên phụ trách khối lớp 9 tại Trung tâm Học văn chị Hiên. Và hy vọng rằng những chia sẻ của chị ngày hôm nay sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của các bậc phụ huynh và các em học sinh về chương trình sách giáo khoa mới và kỳ thi tuyển sinh vào 10. Chị Hải Quỳnh có thể bật mic ạ, bật cam và cũng như dành những lời chia sẻ, những lời chào đầu tiên đến các bậc phụ huynh và các em học sinh có mặt trong ngày hôm nay được không ạ? Chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia chương trình workshop giải mã chương trình mới của Học văn chị Hiên ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là Hải Quỳnh, là giáo viên phụ trách khối lớp 9 của Học văn chị Hiên và thực sự rất vui và lấy làm vinh hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị ở trong buổi workshop ngày hôm nay. Xin phép quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, tôi sẽ xưng là tôi trong toàn bộ buổi chia sẻ ngày hôm nay. Bởi vậy mà có những băn khoăn hay là có những thắc mắc như thế nào của quý vị liên quan đến chủ đề của buổi workshop này thì rất mong là với những kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi có thể chia sẻ, giải đáp cũng như là giúp cho những khán giả sau khi tham gia buổi workshop này có thêm được những thông tin mới, có thêm được những thông tin chính xác. Rất cảm ơn mọi người ạ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của chị Hải Quỳnh. Và em xin phép được share màn hình một bức ảnh ngày hôm nay có thể chia sẻ tới quý vị. Dạ vâng ạ, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, hãy cùng bắt đầu hành trình ngày hôm nay của chúng ta với một cái nhìn tổng quan về chương trình sách giáo khoa mới dành cho các bạn học sinh 2010 và cũng như là cái kỳ thi tuyển sinh vào 10 trên toàn quốc của chúng ta. Và em nghĩ rằng thì đây cũng là một cái sự băn khoăn rất lớn của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh khi mà tham dự cái buổi workshop ngày hôm nay. Và ở đây đối với những khó khăn hay là những cái nhìn tổng quan thì chúng ta có thể thấy được 5 điều đúng không ạ? 5 điều rất khó khăn và những điều mà chúng ta sẽ cùng bàn luận ở trong phần đầu tiên của chương trình. Và đối với những khó khăn này, đối với cái nhìn tổng quan này thì em xin phép được kính mời chị Hải Quỳnh có những chia sẻ về tổng quan chương trình mới và những thay đổi của kỳ thi tuyển sinh vào 10 đến các bậc phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Cảm ơn sự giới thiệu của MC Thanh Thư. Thì nội dung đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng với những khán giả trong buổi workshop ngày hôm nay đó chính là những khái quát, những cái nhìn tổng quan nhất về chương trình mới dành cho các bạn học sinh lớp 9. Thì xin mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ theo dõi ở trên màn hình. Tôi sẽ trình chiếu và sẽ nói theo những nội dung có ở trên màn hình thì rất mong là quý vị sẽ tập trung theo dõi, lắng nghe để nắm bắt được trọn vẹn những thông tin. Dạ vâng, quý vị đã nhìn rõ chưa ạ?
Không biết là MC Thanh Thư có thể giúp tôi xác nhận là màn hình của mọi người đã có thể nhìn rõ về những nội dung tôi trình chiếu chưa ạ? Dạ vâng ạ, em thì đang nhìn thấy rất rõ rồi. Những quý phụ huynh nào hoặc những bạn học sinh nào có những băn khoăn về những sự trình chiếu ngày hôm nay của chương trình thì vui lòng là chúng ta điền giúp em vào trong box chat ạ. Còn hiện tại thì em đã thấy là màn hình đã rõ ở trên phần trình chiếu rồi đấy ạ. Dạ vâng, vậy thì sau đây tôi xin đi vào những cái thông tin khái quát về chương trình môn ngữ văn mà các bạn học sinh lớp 9 năm học tới đây, năm học 2024-2025 sẽ được học và sẽ sử dụng chương trình này để thi. Thì phần khái quát của tôi sẽ bao gồm hai nội dung chính là những nội dung mà học sinh sẽ học và những nội dung mà học sinh sẽ thi, bám sát theo những băn khoăn của quý vị khi mà điền link đăng ký ở trong buổi workshop ngày hôm nay. Trước tiên, về những nội dung mà học sinh sẽ học ở chương trình lớp 9 thì như chúng ta đã biết, có lẽ ở đây quý vị phụ huynh và tất cả các bạn học sinh đều đã biết rằng với chương trình mới thì môn ngữ văn chúng ta sẽ có 3 bộ sách là bộ kết nối tri thức với cuộc sống, bộ sách cánh diều và bộ sách chân trời sáng tạo. Thì các bạn học sinh sẽ học một trong 3 bộ sách này. Ba bộ sách này được triển khai trên cả nước và mỗi bạn học sinh ở các trường học, ở các lớp học thì sẽ được thầy cô hướng dẫn là sẽ lựa chọn học theo bộ sách nào. Và tuy rằng là học với ba bộ sách như vậy, nhưng môn ngữ văn thì sẽ tập trung để giúp các em học sinh hình thành những năng lực, những phẩm chất thông qua 4 kỹ năng. Đó là kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nói và nghe. Đây là những cái nhìn khái quát nhất mà đối với môn ngữ văn ở tất cả các lớp học, dù là lớp 6 hay lớp 7 hay lớp 8 hay lớp 9, rồi lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì cũng đều như thế này cả. Tuy nhiên, có một điều mà tôi nhận thấy là có không ít quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang chưa hiểu chính xác, đó chính là mặc dù học với ba bộ sách khác nhau, với bốn kỹ năng đọc, viết, nói và nghe, nhưng chương trình ngữ văn lớp 9 đều sẽ bám sát theo một yêu cầu cần đạt chung. Yêu cầu cần đạt và nội dung kiến thức thì được quy định trong chương trình 2018 của Bộ Giáo dục đề ra và yêu cầu cần đạt đó được thể hiện ở trong mỗi bộ sách khác nhau. Bởi vậy mà quý vị phụ huynh và các em học sinh hãy hiểu rõ là mặc dù chúng ta học với những bộ sách khác nhau nhưng chúng ta vẫn hướng đến một cái yêu cầu cần đạt chung ở các kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nói và nghe. Cụ thể ví dụ với kỹ năng đọc thì Bộ Giáo dục đề ra là một học sinh lớp 9 khi mà học chương trình ngữ văn lớp 9 thì về kỹ năng đọc các em cần phải đọc được, cần phải nhận biết được, cần phải phân tích được một số những yếu tố về đặc trưng thể loại của các thể loại, ví dụ như là thơ tám chữ, ví dụ như truyện thơ, ví dụ như truyện ngắn, ví dụ như truyện trinh thám, ví dụ như bi kịch, vân vân. Hay là đối với kỹ năng viết thì dù là học với bộ sách nào thì các em học sinh lớp 9 cũng cần phải đảm bảo được yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết. Ví dụ như các em cần phải viết được một bài văn nêu ra ý kiến về một vấn đề cần giải quyết, hay các em đều phải viết được một bài văn phân tích một tác phẩm văn học, phân tích nội dung chủ đề và những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm văn học. Thì đó là những cái khái quát chung về mặt nội dung học mà các bạn học sinh lớp 9 cần phải nắm bắt được. Rất mong là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh từ đó thì chúng ta cũng hiểu là mặc dù học với ba bộ sách khác nhau nhưng chúng ta có những cái yêu cầu cần đạt chung và yêu cầu cần đạt này thì được thể hiện ngay trong sách giáo khoa của các em học sinh. Các bạn có thể tập trung theo dõi ở mỗi chủ đề thì sau tên của chủ đề đó thì ngay bên dưới chính là một ô được tác giả sách giáo khoa đã khoanh vào hoặc là đã in đậm thể hiện cho yêu cầu cần đạt của chủ đề đó. Thì những yêu cầu cần đạt đấy chính là những yêu cầu cần đạt chung mà tất cả học sinh cần phải thực hiện được. Vậy thì với những nội dung như thế thì quá trình học của các em học sinh lớp 9 với chương trình mới thì có điều gì đặc biệt, có khác gì so với quá trình học của các em học sinh với chương trình cũ không? Thì xin mời quý vị có thể tập trung lên đây ạ. Với kinh nghiệm của mình thì tôi sẽ chia cái quá trình học của các bạn học sinh thành 4 giai đoạn như sau. Thứ nhất là giai đoạn đầu vào là các em có nền tảng gì khi bước vào chương trình lớp 9.
Về mặt đầu vào thì các em sẽ có sẵn cho mình là năng lực phẩm chất đã được hình thành từ các lớp 6, 7, 8. Sau đó với cái nền như vậy, tôi xin tạm gọi là một cái nền tảng như vậy, thì các em học sinh 2K10 khi bước vào chương trình ngữ văn lớp 9 sẽ có hai cái quá trình học chủ yếu là bao gồm học ở lớp và học tại nhà hay còn gọi là tự học. Thì hai cái quá trình này không phải là diễn ra một cách liên tiếp theo một trình tự cố định rằng là các em sẽ học ở lớp sau đó mới học ở nhà hay là tự học rồi mới học ở lớp, mà hai cái quá trình này sẽ liên kết chặt chẽ với nhau. Đối với từng tiết học thì các con có thể là tự học ở nhà trước, thực hiện những nhiệm vụ để chuẩn bị bài học trước, sau đó học ở trên lớp, rồi học trên lớp xong lại có những nhiệm vụ để về nhà thực hành. Thì cụ thể quá trình học ở trên lớp của các con sẽ tham gia thực hiện các cái hoạt động, các nhiệm vụ được giáo viên đề ra trong tiết học. Với vai trò là trung tâm của tiết học thì các bạn học sinh khi học chương trình mới, cái thành quả, kết quả chúng ta đạt được sau tiết học chủ yếu là phụ thuộc vào cách, vào quá trình mà các con thực hiện nhiệm vụ và thực hiện hoạt động, chứ không phải là quá trình mà thầy cô giảng dạy như thế nào. Sẽ hơi khác một chút so với chương trình cũ, khi mà giáo viên đối với mỗi tiết học văn thì chúng ta luôn có một cái nhận thức đã trở thành một cái nhận thức quen thuộc của mỗi người, đó là giáo viên với những tiết văn thì sẽ giảng dạy rất là nhiều này, và các con thì sẽ miệt mài ghi chép, và thành quả, kết quả cũng như là cái sự hiệu quả của tiết học đó được quyết định bởi việc các con ghi chép được nhiều không, có đầy đủ kiến thức hay không, thầy cô có truyền trao truyền dạy được đầy đủ kiến thức của buổi học hay không. Thế nhưng với chương trình mới này thì chính các con học sinh sẽ là trung tâm của tiết học. Các con sẽ thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của thầy cô và thành quả mà các con thực hiện được sẽ giúp các con tiếp thu những kiến thức mới. Bởi vậy mà các bạn học sinh hãy nhận thức rõ điều này để hiểu được rằng chúng ta phải thực sự là tập trung và phải thực sự là tham gia các cái hoạt động ở trên lớp, tham gia các nhiệm vụ mà thầy cô đề ra. Cụ thể thì mỗi tiết học văn sẽ được triển khai trong mô hình là hoạt động mở đầu, sau đó đến hoạt động hình thành kiến thức mới, rồi đến hoạt động luyện tập, rồi đến hoạt động vận dụng và mở rộng. Thì cái trình tự như thế này thì sẽ được các thầy cô linh hoạt áp dụng. Ở Các bậc đây phụ tôi huynh giới và các bạn thiệu học để giao phụ cho chồng tắt huynh. mic giúp em với nhé. Vâng ạ. Dạ vâng, có lẽ là có một số quý vị phụ huynh và các bạn học sinh mới vào thì rất là mong là quý vị sẽ có thể chủ động kiểm tra mic và tắt mic để quá trình tôi trao đổi trình bày sẽ được xuyên suốt hơn. Thì tôi đang nói đến ở đây đó là cái quá trình học của các bạn học sinh ở trên lớp. Mô hình chung sẽ là đi từ mở đầu rồi đến hình thành kiến thức mới, rồi đến phần luyện tập và cuối cùng là vận dụng mở rộng. Nhưng mô hình này thì sẽ được các giáo viên linh hoạt áp dụng. Còn quá trình mà các con tự học thì lại đặc biệt khác nhiều so với cả chương trình cũ. Với chương trình cũ thì quá trình tự học của các con chủ yếu là việc làm bài tập. Làm bài tập sau khi tiết học diễn ra. Nhưng với chương trình mới này thì các con cũng có rất nhiều những cái nhiệm vụ cần phải thực hiện trước khi một tiết học diễn ra ở trên lớp. Vậy nên quá trình tự học chúng ta có thể hình dung là học sinh sẽ cần phải thực hiện những cái nhiệm vụ tại nhà do giáo viên yêu cầu. Bên cạnh đó, học sinh cũng cần phải chủ động ôn luyện tại nhà. Và đặc biệt là môn văn cũng sẽ, với chương trình mới này thì môn văn sẽ tạo tiền đề để khích lệ các con tìm tòi, khám phá thêm, đọc thêm, viết thêm, vận dụng những kiến thức mình có vào trong đời sống để có thể hiểu sâu hơn và thực sự chiếm lĩnh tri thức. Cuối cùng, đó là quá trình mà các con sẽ làm sao kiểm tra được cái đầu ra của mình. Nếu như đầu vào của các con lớp 9, 2K10 năm nay sẽ là những năng lực, những phẩm chất các con được hình thành từ các lớp 6, 7, 8, thì đầu ra của các con sau cái quá trình học ở lớp, sau quá trình tự học, thì các con cần phải đảm bảo được những cái yêu cầu cần đạt về năng lực, về phẩm chất như Bộ Giáo dục đã đề ra. Cụ thể, những năng lực, những phẩm chất này thì tôi xin phép là sẽ không trình bày quá chi tiết ở đây. Ở đây tôi chỉ tập trung vào việc giúp cho quý vị có thể hình dung ra được là con sẽ học như thế nào.
Đó, còn về mặt chuyên môn, những kiến thức chi tiết các con sẽ học thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa. Theo như tôi định hướng đấy, đó là quý vị có thể theo dõi cái phần yêu cầu cần đạt đã được các tác giả sách giáo khoa trình bày rất là chi tiết trong sách của các con rồi. Và đặc biệt là với khối lớp 9 thì các con còn phải tham gia các kỳ thi chuyển cấp nữa. Thì trên đây chính là toàn bộ cái quá trình học của các bạn học sinh đối với mỗi đơn vị kiến thức khi chúng ta học môn văn ở chương trình lớp 9. Vậy các con học như thế thì các con sẽ thi như thế nào đây? Khi chuẩn bị cho buổi workshop ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận về rất nhiều những câu hỏi của phụ huynh và học sinh liên quan đến quá trình thi, liên quan đến cấu trúc đề thi, liên quan đến nội dung trong những cái kỳ thi vào 10. Bởi vậy mà ngay bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là nội dung thi của các con. Và tôi xin phép là sẽ khoanh vùng cái phần trình bày này là chỉ tập trung vào kỳ thi vào 10 của các con thôi. Bởi vì là việc thi cử của các con thì sẽ có những bài thi kiểm tra thường xuyên, sẽ có những bài kiểm tra đánh giá định kỳ. Như là những bài thi giữa kỳ hay là bài thi cuối kỳ, thì những bài thi đó cấu trúc đề thi sẽ phụ thuộc vào thầy cô, sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của nhà trường. Còn ở đây tôi xin tập trung vào nội dung của kỳ thi vào 10 đối với môn văn, hay nói chính xác thì chính là kỳ thi vào 10 năm 2025 tới đây của các bạn học sinh 2K10. Thì quý vị có thể theo dõi ở trên màn hình. Ở đây tôi liệt kê ra và có một cái sự phác thảo gọi là hết sức cơ bản thôi về cấu trúc đề thi mà các tỉnh thành có thể sẽ bám theo cái cấu trúc này để đưa ra. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì các tỉnh thành vẫn chưa có những đề thi tham khảo hay là đề thi minh họa cho kỳ thi vào 10 năm 2025. Nhưng theo như tôi nhận thấy thì với năm đầu tiên thực hiện với chương trình mới thì khả năng cao là các sở giáo dục sẽ đưa ra đề minh họa để thầy cô, các bạn học sinh có thể định hình được, hình dung được về cấu trúc đề thi. Còn chung nhất ở đây, dựa theo tài liệu đào tạo giáo viên từ tác giả của các bộ sách thì chúng ta thấy rằng đề thi vào 10 của các con với môn văn sẽ bao gồm hai phần, đó là phần đọc hiểu và phần viết. Như vậy là mặc dù các con học với 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết, thế nhưng mà đi thi thì các con sẽ chỉ được kiểm tra về kỹ năng đọc và kỹ năng viết thôi ạ. Còn với kỹ năng nói và nghe thì các con sẽ được kiểm tra trong những bài kiểm tra thường xuyên ở trên lớp. Và cụ thể với phần đọc hiểu trong đề thi vào 10 thì đề bài sẽ đưa ra một cái ngữ liệu, chắc chắn là ngữ liệu ngoài sách giáo khoa rồi ạ. Nhưng ngữ liệu đó sẽ thuộc một trong các thể loại mà các con được học trong chương trình lớp 9. Cụ thể đó là những thể loại nào thì quý vị cũng có thể theo dõi trong phần mục lục sách giáo khoa của các con để thấy được là lớp 9 thì chúng ta sẽ học những thể loại. Ví dụ như tôi có thể liệt kê ở đây như là truyện truyền kỳ, truyện trinh thám, truyện ngắn hay là thơ, thơ tám chữ, thơ tự do. Rồi các con cũng sẽ được học về bi kịch, các con cũng được học về những văn bản thông tin, văn bản nghị luận. Thì đó là những cái thể loại mà các con được học trong chương trình lớp 9. Thì đề thi vào 10 sẽ đưa ra một cái ngữ liệu không nằm trong bất cứ một bộ sách giáo khoa nào ạ. Và sẽ thuộc một trong các thể loại mà các con đã học. Thì xoay quanh ngữ liệu đó thì đề bài sẽ đưa ra các cái câu hỏi và cũng không cố định là câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận đâu quý vị ạ. Rất là linh hoạt, cái này sẽ tùy theo ma trận đề thi mà các sở giáo dục sẽ xây dựng. Thế nên là ở đây tôi cũng không thể nào chỉ khoanh vùng là những câu trắc nghiệm hay câu tự luận được. Và những câu hỏi đó thì sẽ kiểm tra kiến thức đọc hiểu theo thể loại của các con tích hợp với cả kiến thức tiếng Việt. Thì đấy là nội dung trong phần đọc hiểu trong đề thi vào 10. Phần thứ hai là phần thi viết. Thì phần này sẽ có từ 1 đến 2 câu tự luận, cũng chưa có cố định là một câu hay hai câu đâu quý vị ạ. Bởi tôi thấy cũng có nhiều quý vị là cũng đã có thể là theo dõi những cái đề thi từ các lớp dưới và thấy cấu trúc đề thi là chỉ có một câu tự luận thôi và nghĩ rằng là đề thi vào 10 của các con thì cũng sẽ như vậy. Nhưng hiện tại thì cũng chưa có gì chắc chắn được. Đó. Và với 1 đến 2 câu tự luận này thì các con sẽ viết về những kiểu bài mà các con được học trong chương trình.
Ví dụ các con sẽ viết bài nghị luận xã hội, sẽ viết bài nghị luận văn học. Các con cũng có thể viết bài tự sự, có thể viết bài văn thuyết minh, có thể viết bài văn biểu cảm. Đó, thì những kiểu bài nào mà các con được học trong kỹ năng viết của chương trình thì đều có thể được ra trong đề thi vào 10. Và những câu tự luận này thì có thể thuộc dạng đề đóng hoặc dạng đề mở. Cụ thể như thế nào ạ? Cụ thể dạng đề đóng nghĩa là đề bài sẽ chỉ rõ ra về cái vấn đề mà các con cần phải viết trong đề bài luôn. Còn dạng đề mở thì quý vị cứ hình dung là đề bài chỉ gợi dẫn một cái tình huống hoặc một chủ đề thôi. Còn các con sẽ tự xác định vấn đề, tự lựa chọn vấn đề để viết. Thì tôi thấy là dạng đề nào cũng có cái hay và cũng đều có thể đánh giá được năng lực của các con thông qua bài viết. Vậy thì tóm lại là với cấu trúc đề thi vào 10 như thế này thì sẽ tập trung đánh giá năng lực của các con, chứ không phải là tập trung đánh giá về khả năng học thuộc lòng kiến thức hay là cái khả năng viết lại những gì đã được học. Nên chúng ta luôn luôn cần phải xác định cái quá trình học của các con là phải hình thành được cái năng lực cho mình. Và có một điều mà tôi vẫn muốn nhắc nhở lại, đó là tất cả chúng ta từ các bậc phụ huynh, các bạn học sinh hay các thầy cô giáo thì cũng luôn phải chú ý năm nay là cập nhật liên tục những thông tin chính thức từ các sở giáo dục để biết được rằng là sở có đưa ra đề thi minh họa không. Và một khi đề sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh có đưa ra đề thi minh họa thì chúng ta có thể có được một cái cơ sở rất là hữu ích và cụ thể để tổng ôn và luyện tập cho các con trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Thì với những khái quát như vừa rồi thì sau đây tôi sẽ trình chiếu về một đề thi minh họa. Đây là đề thi được trích ra trong tài liệu tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 9. Đây không phải là cấu trúc đề thi đã chốt mà tất cả các tỉnh sẽ đi theo. Đây chỉ là một đề minh họa. Đó, nên tôi trình chiếu ở đây cũng như là để cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có một cái nhìn cụ thể hơn về những gì mà tôi vừa mới khái quát. Bởi có thể những gì mà tôi vừa mới khái quát thì có các em học sinh cũng có thể chưa thực sự hiểu rõ. Thì ở đây quý vị có thể quan sát là đề thi sẽ gồm hai phần là đọc hiểu và viết, thì tỷ trọng số điểm ở đây là phần đọc hiểu chiếm 6 điểm, còn phần viết chiếm 4 điểm. Cái tỷ trọng số điểm này không cố định đâu quý vị ạ. Có thể các đề thi khác thì tỷ trọng sẽ khác. Đó. Tiếp theo là trong phần đọc hiểu chúng ta cũng thấy ở đây là có một ngữ liệu. Ngữ liệu này chắc chắn là ngữ liệu ngoài sách giáo khoa rồi. Các con dù học với bộ sách nào thì cũng chưa từng đọc cái ngữ liệu này, cũng chưa thấy ngữ liệu này trong sách giáo khoa của mình đâu ạ. Và có đến bộ 5 câu hỏi tự luận. Ở đây với đề bài này thì phần đọc hiểu là có 5 câu hỏi tự luận xoay quanh ngữ liệu mà đề bài đưa ra. Và quý vị có thể là để ý kỹ hơn về nội dung của các câu hỏi. Ví dụ như câu 1 ở đây là xác định vấn đề được bàn luận trong văn bản, hay câu 2 ở đây là chỉ ra luận điểm được trình bày ở đoạn 2, rồi câu 3 là xác định lý lẽ và bằng chứng tiêu biểu, vân vân. Thì đây chính là những cái kỹ năng, những cái kiến thức về về đặc điểm thể loại mà các con đã được học ở trên lớp đấy ạ. Nghĩa là đây là một ngữ liệu thuộc kiểu văn nghị luận, văn bản nghị luận. Mà khi các con học về văn bản nghị luận thì các con sẽ được hướng dẫn cách để nhận biết về luận điểm, về lý lẽ, về bằng chứng trong văn bản đó, thấy được vai trò của lý lẽ, của bằng chứng, thấy được sự liên kết giữa lý lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện cho luận điểm. Đó là những kiến thức nền mà các con được học. Thì bây giờ khi đi thi, các con sẽ sử dụng cái kiến thức đó áp dụng vào trong một ngữ liệu cụ thể thì các con sẽ trả lời như thế nào? Đó ạ, sẽ khác với cả đề thi của chương trình cũ thì sẽ hỏi sâu hơn về nội dung của các ngữ liệu. Đó, ví dụ có những kiểu câu hỏi của chương trình cũ như là theo em vấn đề A này có đúng không, hay là theo tác giả trong đoạn trích trên thì nội dung B này có đặc điểm gì, vân vân. Đó là chỉ tập trung khai thác về mặt nội dung của ngữ liệu thôi. Thì ở đây hệ thống những câu hỏi trong phần đọc hiểu sẽ là những câu hỏi mà bám sát theo đặc điểm thể loại mà các con đã được học ở trên lớp. Còn đối với phần viết thì đề bài ở đây là có một câu thôi ạ. Và đề bài này thuộc hướng mở, có nghĩa là đặt ra một tình huống và cho phép
các bạn học sinh sẽ lựa chọn vấn đề mà mình quan tâm để viết một bài văn nghị luận để gửi đăng ở trên một cái diễn đàn trong cái tình huống mà đề bài đặt ra. Thì đây là một đề minh họa để quý vị thấy được về cấu trúc đề thi của chương trình ngữ văn lớp 9 năm 2020, năm học 2024-2025 mà các con học sinh 2K10 sẽ phải đối diện và sẽ phải tham gia. Thì rất là mong rằng là với phần khái quát vừa rồi của tôi về những nội dung mà các bạn học sinh sẽ học, những nội dung mà các con sẽ thi, thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã có được những cái nhìn tổng quan ban đầu liên quan đến chương trình ngữ văn lớp 9 theo định hướng mới của Bộ Giáo dục. Tôi xin cảm ơn ạ. Và sau đây thì xin nhường lại phần trình bày dành cho MC Thanh Thương. Dạ vâng ạ, em rất là cảm ơn chị Hải Quỳnh. Và tôi nghĩ rằng là qua những cái chia sẻ của chị Hải Quỳnh thì chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về chương trình sách giáo khoa mới, về cái lộ trình các bạn học sinh 2K10 sẽ học, cũng như là đã có được những cái sự gọi là tham khảo về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học tới, đúng không ạ? Và theo ghi nhận của ban tổ chức thì em cảm thấy rằng là đối với ngày hôm nay, đặc biệt là trước buổi hôm nay thì đã có những đường link để đăng ký rồi. Và trong hộp chat của buổi ngày hôm nay nữa có rất nhiều những sự thắc mắc, băn khoăn và có những cái câu hỏi đấy, có thể là về đề thi, có thể là về chương trình học của các bậc phụ huynh cũng như là của các bạn học sinh nữa. Bây giờ các bạn ấy vẫn đang hỏi rất là nhiều chị Hải Quỳnh ạ. À. Đó, vì vậy mà chúng ta sẽ cùng đến với phần số 3 của buổi workshop. Đây là một phần mà em nghĩ rằng là các bậc phụ huynh, các bạn học sinh sẽ vô cùng mong chờ. Và đối với phần này thì đó chính là giải mã cũng như là giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh và các em học sinh về chương trình và kỳ thi tuyển sinh vào 10 dành cho các bạn 2K10. Và ngay bây giờ thì em xin được kính mời các bậc phụ huynh và các em học sinh đặt câu hỏi, và chúng ta sẽ có một số những cách thức đặt câu hỏi như sau ạ. Khuyến khích nhất đúng không ạ? Đó là chúng ta hãy bật mic, đó bật mic, bật cam và đặt câu hỏi trực tiếp, thảo luận, trao đổi trực tiếp cái băn khoăn của mình với chị Hải Quỳnh. Cái cách thức số 2 đó là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi trong hộp chat của phòng Zoom buổi workshop ngày hôm nay, được không? Thế còn em nghĩ rằng là để có thể trao đổi trực tiếp thì các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể bật mic ạ, có thể bật mic để có thể trao đổi. Đấy. Vậy thì không biết là phụ huynh và bạn học sinh nào có thể bật mic và đặt câu hỏi đầu tiên được không ạ? Em thấy có rất nhiều những câu hỏi ở đây. Vậy thì các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi bằng cách bật mic trực tiếp để có thể thảo luận với diễn giả của chúng ta, chị Hải Quỳnh ạ. Trước khi mà các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có tiếp tục các câu hỏi tiếp theo thì bản thân tôi nhận thấy ở đây trong hộp chat đã có rất là nhiều các câu hỏi cùng một cái chủ đề, đó là các bạn học sinh và phụ huynh xin cái cấu trúc đề thi của các bộ sách khác nhau. Khi mà vừa rồi tôi trình chiếu là một cái cấu trúc đề thi của bộ Trân Trời Sáng Tạo thì tôi xin khẳng định là đề thi của các bộ sách không có sự khác nhau, nghĩa là dù con học theo bộ sách nào thì vẫn sẽ phải làm được cái đề thi chung như thế. Đề thi là đề thi chung quý vị ạ, đề thi chung của từng tỉnh chứ không phải là của cả một của cả nước, mà sẽ là đề thi chung của từng tỉnh. Thế nên là cái mà chúng ta quan tâm không phải là cấu trúc đề thi theo từng bộ sách đâu ạ. Ở đây đề thi sẽ được biên soạn theo yêu cầu đầu ra chứ không phải là biên soạn theo từng bộ sách. Nên là chúng ta lưu ý như vậy. Thì với đề thi như vừa rồi, mặc dù là được trích trong tài liệu tập huấn dành cho giáo viên đối với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, nhưng các học sinh học với bộ Cánh Diều hay bộ Kết Nối Tri Thức vẫn phải làm được đề thi đó quý vị nhá. Đó, nên là đây là cái gợi ý, một cái sự minh họa mà tôi trình chiếu lên và tôi xin nhấn mạnh lại. Đó là cấu trúc đề thi chung dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 9, chứ không phải là chỉ dành cho bộ Chân Trời Sáng Tạo hay là chỉ riêng cho một địa phương hay một tỉnh thành nào cả. Còn để nói rằng là đã có đề thi của tỉnh thành nào hay chưa thì đến thời điểm hiện tại là chưa có cấu trúc đề thi chính thức theo như Sở Giáo dục và Đào tạo của các sở ban hành, của các tỉnh thành ban hành. Nên là trước khi mà chúng ta đi vào những cái câu hỏi cụ thể thì tôi xin giải đáp những câu hỏi chung như vừa rồi đã có rất là nhiều bạn có cùng một cái nội dung như vậy để hỏi. Thì mong rằng là chúng ta hiểu rõ và sẽ không nhắc lại hay là không hỏi lại những câu hỏi tương tự như việc là hỏi về cấu trúc đề thi của bộ sách kết nối hay là bộ sách Cánh Diều hay là bộ sách nào hay là của tỉnh thành nào. Rất là cảm ơn phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Dạ vâng ạ.
Em nghĩ rằng là đấy cũng là một cái thắc mắc rất là lớn đã được chị Hải Quỳnh giải đáp qua những câu hỏi đúng không ạ? Và em thấy ở đây đã có hai có thể là bậc phụ huynh hoặc là các bạn học sinh đã giơ tay để có thể đặt câu hỏi. Vậy thì đối với những bậc phụ huynh và các bạn học sinh giơ tay thì vui lòng là bậc phụ huynh hoặc là các bạn học sinh bật mic để có thể hỏi trực tiếp, trao đổi trực tiếp với chị Hải Quỳnh. Và em xin mời không biết là phụ huynh hay là học sinh Hòa Thuận đã tham gia phòng Zoom và có sự giơ tay yêu cầu được giải đáp thắc mắc. Hòa Thuận có ở đây không ạ? Anh Hòa Thuận hay là bạn học sinh Hòa Thuận có ở đây không À, ạ? dạ em chào chị. Rồi, chào em ạ. À, dạ à, chị Hải Quỳnh ơi, cho em hỏi là theo cái chương trình mới thì nó còn đề cao cái phương thức biểu đạt không chị? Theo như nội dung học ở trong chương trình mới, các bạn có thể thấy ở đây thì với những cái nội dung giáo dục đã được thống kê ở trong gọi là quy định của Bộ Giáo dục thì không có cái mảng kiến thức về phương thức biểu đạt. Nghĩa là các bạn đang băn khoăn là trong đề thi có hỏi về phương thức biểu đạt nữa không, thì chúng ta không có những câu hỏi thuộc mảng kiến thức đó ạ. Tức là gặp dạng đề thơ hay truyện hay là văn bản nghị luận là cũng không có phương thức biểu đạt không hay sao chị? Hay là nó sẽ bám theo cái tri thức ngữ văn? Sẽ bám theo tri thức ngữ văn, nghĩa là bám theo cái yêu cầu cần đạt khi các em học về kỹ năng đọc. Ví dụ với mỗi một thể loại thì sẽ có những yêu cầu, như là đối với thể loại truyện thì các em cần phải đọc hiểu được về cốt truyện, đọc hiểu được về nhân vật hay là đọc hiểu được về ngôn ngữ của nhân vật, thì đề thi sẽ hỏi về những cái nội dung đó, chứ không phải là đề thi hỏi về phương thức biểu đạt hay là hỏi về biện pháp tu từ vân vân. À dạ. À, em còn muốn hỏi nữa là khi mà nói chung là tất cả các tỉnh thành của mình á, là khi mà ra đề thì nó sẽ không có theo một cái kiểu là phần làm văn, là nó sẽ không theo một cái gò bó như chương trình cũ, là ví dụ như chương trình cũ mình học thơ thì với truyện thì nó sẽ ra hai cái phần đó thôi. Còn nếu mà chương trình mới thì mình học cái gì là nó ra cái đó luôn hả chị? Ví dụ như văn bản thuyết minh, tự sự đóng vai hay là kể làm cái gì đó. Vậy là nó mở rộng, vậy là mình không biết mình ôn 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 sao chị. Cần ôn ở đây đó là cách để làm bài theo kiểu bài mà đề mà chương trình đã đề ra. Ví dụ chương trình lớp 9 đề ra cho chúng ta là phải làm được kiểu bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết, hay chúng ta cần phải làm được kiểu bài văn phân tích một tác phẩm văn học, nêu lên phân tích về nội dung chủ đề và những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đó, hay là kiểu bài văn văn bản thuyết minh, hay kiểu bài văn nghị luận, kiểu bài văn biểu cảm là viết đoạn văn nêu cảm nhận về một bài thơ 8 chữ, ví dụ như thế. Thì đề thi sẽ đưa ra cho chúng ta, hoặc là kiểu đề Mưa đóng là đề bài sẽ chỉ định cho chúng ta, ví dụ như là đề bài sẽ yêu mẹ cầu không đi đâu là nữa hả? đề bài sẽ trích ra từ trong phần đọc hiểu ấy Tớ ạ, là một cái ngữ đi liệu. xin tớ Dạ vâng cô ạ. gì ăn đấy Khi mà chị Hải Quỳnh trả lời thì những bậc phụ huynh hoặc các bạn học ơi, sinh, quý vị vui lòng là chúng ta tắt mic. ăn Đấy, xong khi nào mà rồi chúng ta mà có câu hỏi thì chúng ta có thể bật mà mic lên ạ. thì bán mà thì Vâng người ạ, bộ ta phận kỹ thuật có thể hỗ trợ một chút ạ. Dạ. gì nữa gì phải bình thường riêng Dạ, xin mấy lỗi cái thằng quý có vị đi đợi khoảng dạ vâng 30 giây thôi ba ạ. Bộ phận kỹ thuật sẽ tiền tắt mic, và em lưu ý lại một lần nữa, đó là ở cái phần số 3 này rồi thì em biết rằng em có chúng ta yên tâm là chúng ta sẽ được giải đáp. Nên là các bậc phụ huynh, các bạn học sinh có câu hỏi thì vui lòng là chúng ta ấn nút giơ tay. Và khi em mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thì chúng ta có thể bật mic để trao đổi với diễn giả Hải Quỳnh. Em mời chị Hải Quỳnh tiếp tục ạ. Vâng, quay trở lại với câu hỏi của bạn Hòa Thuận là bạn đang muốn hỏi là phần viết thì đề bài sẽ hỏi như thế nào? Không phải đề bài sẽ không phải hỏi là cảm nhận của em về đoạn thơ sau, và đoạn thơ đó là một trong những đoạn thơ chúng ta đã học trong chương trình nữa, mà đề bài hoàn toàn có thể hỏi về các kiểu bài mà chúng ta được học trong năm lớp 9, như tôi đã liệt kê, như là kiểu bài văn nghị luận văn học, kiểu bài văn nghị luận xã hội, kiểu bài văn thuyết minh, kiểu bài văn biểu cảm, vân vân. Và ví dụ như đề bài hỏi về kiểu bài văn nghị luận văn học thì sẽ yêu cầu chúng ta phân tích một tác phẩm chẳng hạn, thì cái tác phẩm đó sẽ là tác phẩm mà được trích trong ngữ liệu đọc hiểu ạ.
Nha, là đề bài sẽ trích ra cho chúng ta ví dụ một bài thơ hoặc là một tác phẩm truyện ngắn, thì phần viết có thể sẽ yêu cầu chúng ta là viết một bài văn phân tích về cái tác phẩm thơ đó hoặc là phân tích về tác phẩm truyện mà trong phần đọc hiểu đề bài đã trích ra. Thì đấy là về cách hỏi của đề bài đối với phần viết trong kỳ thi vào 10. Chú sẽ không chỉ định về một cái tác phẩm mà bất cứ bộ sách nào học cả. Bởi vậy chúng ta sẽ học cái quá trình mà đọc hiểu các văn bản ở trên lớp, bám sát theo từng bộ sách ạ. Thì quá trình đó không phải là không có tác dụng. Quá trình đó sẽ giúp cho các bạn học sinh được thực hành cái việc là khai thác những đặc trưng thể loại được thể hiện ở trong tác phẩm, hay cũng chính là thực hành việc phân tích một tác phẩm thì sẽ phân tích như thế nào. Thì từ việc thực hành đó, các con sẽ có được kỹ năng, sẽ có được năng lực để đi thi mình tự viết được một bài văn phân tích về một tác phẩm văn học mình chưa đọc bao giờ. Làm bài thi này mới là lần đầu tiên mà mình đọc. Rồi ạ, Dạ vâng xin ạ. mời MC tiếp tục ạ. Dạ vâng ạ. À, mới câu hỏi đầu tiên thôi mà em thấy rằng là chị Hải Quỳnh đã có những cái chia sẻ rất là kỹ càng dành cho các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Vâng ạ, em xin mời quý vị Tạ Mai Huyền ạ. À, quý vị Tạ Mai Huyền có thể bật mic và đặt câu hỏi dành cho chị Hải Quỳnh được không ạ? Dạ, đầu tiên em xin chào MC Thanh Thư và cô Hải Quỳnh cùng tất cả mọi người. Thì em có hai câu hỏi. Ở câu hỏi đầu tiên thì em muốn hỏi là ví dụ như ở trong đề thi, không kể cả là đề thi vào 10 và các đề thi như là thi học kỳ, thi ở trên lớp các thứ, thì có câu là viết là phương viết về biện pháp tu từ ấy ạ. Thì đề bài hỏi yêu cầu biện pháp tu từ và phân tích tác dụng, thì mình nên trình bày dưới dạng là viết liền theo một đoạn văn hay là gạch đầu dòng, như kiểu biện pháp tu từ là hai chấm xong xuống dòng tác dụng là, bởi vì là ở trường thì em có học nhưng mà em thấy là mỗi giáo viên thì sẽ có một cái cách giải khác cho em, nên là em không biết là phải theo ai ạ. Đối với câu hỏi đầu tiên của Mai Huyền thì chị sẽ xưng là chị nhé, thì chị xin giải đáp như sau. Đó là cái dạng câu hỏi hỏi về biện pháp tu từ, thì trước tiên là em xem là nó nằm trong phần đọc hiểu hay là phần viết, để xem đề bài có yêu cầu rõ là trình bày bằng một đoạn văn hay không. Còn nếu như mà đề bài về câu nghị luận về câu các biện pháp tu từ đó mà nằm trong phần đọc hiểu thì chúng ta không bị gò bó bắt buộc là phải trình bày theo hình thức nào đâu ạ. Miễn sao chúng ta trả lời được câu hỏi đó, em có thể viết thành đoạn văn hoặc em có thể gạch đầu dòng đều được ạ. Nếu như đó là câu hỏi ở trong phần đọc hiểu. Ví dụ có một câu hỏi là em hãy xác định và phân tích tác dụng của biện pháp so sánh trong câu thơ sau, và câu hỏi đó nằm trong phần đọc hiểu, thì em có thể trình bày hoặc bằng một đoạn văn trong câu thơ tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh A với tác dụng là, hoặc em có thể trình bày bằng cách gạch ý là biện pháp tu từ hai chấm so sánh A như B, xuống dòng gạch đầu dòng tác dụng thứ nhất là, tác dụng thứ hai là, thứ ba là, vân vân. Thì cái cách trình bày đối với câu hỏi về biện pháp tu từ thì em hoàn toàn có thể linh hoạt nhé, mình hãy hiểu rõ điều đó, miễn sao mình trả lời được câu hỏi mà đề bài đặt ra là được nha. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ, đối với câu hỏi thứ hai thì em muốn hỏi là như ở câu số 5 ở cái đề minh họa vừa nãy chị có share cho mọi người, thì nó giống như là một cái nghị luận xã hội, là trình bày suy nghĩ của em về sự phù hợp của với ý kiến này trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng mà đối với câu này thì chỉ có một điểm, thì chị cho em hỏi là các gọi là dung lượng phần bài làm ở phần đọc hiểu thì mình nên làm như nào để nó tương xứng với số điểm ạ? Chúng ta đọc đề lên thì cảm thấy rất là giống với cả một câu nghị luận xã hội, nhưng thực tế câu hỏi này ở mức độ vận dụng yêu cầu thí sinh sẽ phải vận dụng được những kiến thức nội dung mà mình đọc được từ ngữ liệu áp dụng vào trong đời sống. Thế nên thứ nhất về mặt dung lượng trả lời thì chúng ta không có giới hạn, các em có càng nhiều ý thì các em càng có thể trình bày dài ra, hay là những bạn mà trình bày bằng cách gạch ý thì sẽ có thể viết dài hơn so với những bạn viết đoạn văn. Nếu như đề bài không quy định rõ là viết đoạn văn hay là gạch ý
Đó, thì chúng ta có thể thoải mái trong hình thức trình bày và thoải mái trong mặt dung lượng. Còn một khi đề bài đã quy định về mặt dung lượng, ví dụ như trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 dòng hay trình bày bằng một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu, thì khi đó chúng ta phải tuân thủ theo đúng yêu cầu của đề bài. Còn nếu đề bài không yêu cầu rõ thì cái này chúng ta hoàn toàn thoải mái, cứ làm sao trả lời được hết những cái ý của mình. Chị biết ở đây các bạn mong muốn có một cái sự định hướng và ước lượng cụ thể để cứ như vậy chúng ta áp dụng thôi. Nhưng cái sự định hướng cụ thể nhất ở đây chỉ có thể là đề hỏi gì em trả lời đó. Đấy là cái sự định hướng duy nhất đối với phần đọc hiểu ạ. Chứ chúng ta sẽ không có một cái bố cục hay là một cái mô típ cụ thể để áp dụng cho tất cả các câu hỏi. Kiểu như dạng mà bạn Mai Huyền vừa mới hỏi nha. Còn về mặt nội dung thì cũng thống nhất theo cái định hướng là đề hỏi gì trả lời đó. Đề yêu cầu là trình bày suy nghĩ của em về một vấn đề A này, thì em có những suy nghĩ gì, em có thể liệt kê ra. Em chỉ cần liệt kê về mặt suy nghĩ, nghĩa là lý lẽ của mình thôi, không cần là phải đưa ra bằng chứng cũng được. Đó, em có suy nghĩ gì về cái vấn đề mà đề bài đặt ra thì em sẽ liệt kê ra những cái suy nghĩ của mình. Em cũng có thể là tăng tính thuyết phục cho những suy nghĩ đó, cho những ý kiến đó bằng cách là bàn luận thêm để cho thấy rằng là ý kiến của em là đúng đắn, ý kiến của em là phù hợp, là thuyết phục đối với cái bối cảnh của đời sống hiện tại. Tóm lại là trong phần đọc hiểu, khả năng rất cao là sẽ có những câu hỏi ở mức độ vận dụng như vậy. Sẽ đòi hỏi là thí sinh phải vận dụng được những thông tin đã nhận biết trong văn bản, áp dụng vào trong đời sống hàng ngày để có được góc nhìn liên quan đến các vấn đề thường nhật. Thì cách trả lời cho câu hỏi đó là, thứ nhất, hãy đọc kỹ đề để xem đề hỏi về điều gì. Thứ hai là không máy móc trong việc là phải viết đoạn văn hay là phải gạch đầu dòng. Cái này theo thói quen của chúng ta, theo sở thích của chúng ta. Một khi đề bài không yêu cầu rõ thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái trong việc trình bày. Thứ ba là cách trả lời là chúng ta phải có được cái suy nghĩ của mình, chứ không được chỉ dựa vào ngữ liệu và cũng không được hoàn toàn tách rời so với ngữ liệu. Ví dụ ngữ liệu đặt ra vấn đề A và bây giờ chúng ta vẫn dụng vào trong đời sống thì chúng ta phải thấy được cái vấn đề A đấy trong đời sống, chứ không phải là chúng ta viết về một vấn đề B hoàn toàn khác. Thì đó là những giải đáp từ phía chị liên quan đến cái câu hỏi phải nói là ở mức độ khó nhất trong phần đọc hiểu mà bạn Mai Huyền và các bạn khác đang quan tâm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hải Quỳnh. Và vẫn còn những bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có câu hỏi ở đây. Và em xin phép được mời quý vị Nguyễn Lệ Quyên ạ. Quý vị Nguyễn Lệ Quyên có mặt ở đây không ạ? Có thể bật mic và đặt câu hỏi dành cho chị Hải Quỳnh được không ạ? Em chào chị. Em có một câu hỏi là ví dụ mà đề ở phần nghị luận nó có cho một câu hỏi là trình bày một đoạn văn nêu ý kiến của em, trình bày ý kiến của em về khát vọng sống có ích của giới trẻ thì mình nên làm thành đoạn văn hay là thành một bài văn ạ? Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của Lệ Quyên nha. Với câu hỏi của em thì em đang quan tâm đến phần viết đúng không ạ? Về phần viết này thì trước tiên là chúng ta xem số lượng câu hỏi trong phần viết, xem là đề có mấy câu, một câu hay hai câu. Nếu như đề chỉ có một câu viết thôi thì phải đến là 99% là chúng ta sẽ trình bày bằng bài văn rồi ạ. Nghĩa là cả đề mà chỉ có một câu yêu cầu viết thôi, một câu nằm trong phần viết của đề bài thôi, thì câu đó chúng ta sẽ trình bày bằng bài văn. Cái thứ hai, trường hợp thứ hai là trong đề thi có thể có hai câu đó, hai câu yêu cầu viết, nhưng mỗi câu thì đều không có quy định rõ là phải viết bài hay viết đoạn. Thì khi chúng ta đọc đề bài ấy, thì chúng ta sẽ xem là số điểm của câu đó là bao nhiêu. Nếu như mà số điểm của câu 1 ít hơn của câu 2 thì chúng ta cũng có thể trình bày câu 1 dưới dạng đoạn văn, câu 2 dưới dạng bài văn. Còn nếu như mà số điểm của cái câu nghị luận xã hội mà em vừa mới lấy ví dụ ấy, mà số điểm của nó cao hơn, đó, thì chúng mình có thể viết câu đó bằng dạng bài văn. Nhưng đó chỉ là một cái cách xác định dựa trên mẹo nhỏ thôi. Còn về bản chất thì lớp 9 là chúng ta được học về dạng, về kiểu bài viết bài văn nghị luận xã hội. Bởi thế mà nếu như mà đi thi mà bám sát theo yêu cầu kiểu bài thì sẽ là dạng bài văn nghị luận xã hội em nhá.
Vâng ạ, cảm ơn bạn Nguyễn Lệ Quyên cũng như là cảm ơn chị Hải Quỳnh. Và em thấy là các bạn học sinh cũng có rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì workshop của chúng ta có cả sự tham gia của các bậc phụ huynh nữa. Thì không biết là các bậc phụ huynh có mặt trong workshop ngày hôm nay chúng ta có câu hỏi như thế nào khi mà đồng hành cùng với con trong năm học tới cũng như là với kỳ thi vô cùng quan trọng này. Thì các bậc phụ huynh, những bậc phụ huynh nào có câu hỏi đúng không ạ? Thắc mắc thì có thể bật mic để trao đổi với chị Hải Quỳnh được không ạ? Các bậc phụ huynh bây giờ cứ bật mic và trao đổi ạ, bởi vì là tên thì em cũng chưa phân biệt được là phụ huynh và các bạn học sinh. Thế cho nên là các bậc phụ huynh cứ bật mic và trao đổi trực tiếp với chị Cô Hải ơi Quỳnh ạ. là em được không ạ? Cô Rồi. hỏi với ạ. Ok ạ. Rồi, chị đã thấy các bạn học Dạ. sinh cũng có rất nhiều câu hỏi Cô đúng không ạ? Rồi, thế thì chị mời cũng bạn. Vâng ạ, có phải có một bậc phụ huynh đang bật mic không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, em mời chị ạ. Cô em đăng ký cho bé nhà em học á, thì bé em học ở trong thành phố Hồ Chí Minh là học lớp Chân Trời Sáng Tạo á. Khi mà đăng ký học với cô á, thì là học riêng lớp hay là học chung với các bạn khác kia luôn ạ? Dạ vâng, khi mà quý vị phụ huynh đăng ký khóa học cho con thì có lẽ là quý vị phụ huynh đã đăng ký về khóa học văn VIP dành cho các bạn lớp 9. Thì khóa học này có 3 chuyên đề ạ. Chuyên đề đầu tiên là học kiến thức nền bám sát theo từng bộ sách. Chuyên đề thứ hai là học về phương pháp chung. Chuyên đề thứ ba là luyện đề. Thì chuyên đề đầu tiên là chuyên đề bám sát theo từng bộ sách, là các con sẽ học riêng theo từng bộ sách ạ. Vậy thì bạn nhỏ nhà mình học bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì sẽ học ở trong nhóm của các bạn Chân Trời Sáng Tạo. Hay các bạn khác mà học bộ sách Kết Nối thì sẽ học trong nhóm của bộ Kết Nối. Các bạn học bộ Cánh Diều thì sẽ học trong nhóm của bộ Cánh Diều. Và ba nhóm đó là học đồng thời. Đó, ba nhóm đó là học đồng thời, mỗi nhóm đều học 2 buổi 1 tuần, cùng có một cái lịch như nhau là 2 buổi 1 tuần. Sau đó thì sau khi mà cả ba nhóm đều đã cán đích thành công những nội dung của chuyên đề 1 là kiến thức nền rồi, thì các con sẽ được gộp chung vào một nhóm chung để học những cái phương pháp, học những cái cách để có thể rà soát lại về năng lực chung của tất cả các bạn học sinh lớp 9. Như cô giáo cũng đã khẳng định ngay từ đầu là dù các con học với 3 bộ sách khác nhau nhưng mà cùng một cái yêu cầu đầu ra, thế nên là đến với chuyên đề phương pháp thì các con sẽ học chung trong một lớp học ạ. Dạ, theo cái chương trình sách mới á, thì lúc mà mình thi á, là sẽ là đề của bên ngoài, kiểu không phải là trong sách giáo khoa giống như mấy năm trước đúng không cô? Dạ vâng, như cô giáo cũng đã giải đáp ngay từ đầu thì ở đây quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thì vẫn đang hình dung đề bài giống như các năm học trước, là đề bài có hỏi về cái tác phẩm đã học trong sách giáo khoa không. Thì cô giáo xin khẳng định là đề bài không hỏi về một tác phẩm các con đã được học trong bất cứ một bộ sách nào, mà đề bài sẽ chỉ có một ngữ liệu là thuộc cái thể loại mà các con đã được học thôi. Ví dụ là với thể loại thơ, với thể loại truyện thơ chẳng hạn, các con được học trong sách giáo khoa là một đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều, ví dụ như là đoạn trích Chị Em Thúy Kiều chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như thế thôi ạ. Nhưng mà đi thi thì các con sẽ thi vào một cái đoạn trích khác ở trong truyện Kiều hoặc là một đoạn trích khác trong một tác phẩm truyện thơ khác. Đó ạ. Thì đấy là cái việc mà phụ huynh và các bạn học sinh hãy hiểu rõ là chúng ta sẽ không thi vào những cái kiến thức phân tích mà chúng ta vẫn học theo cái lối cũ là học tác phẩm A thì phân tích câu 1 như này, câu 2 như thế này, câu 3 như thế này, và đi thi thì chúng ta lại viết lại những cái kiến thức đó. Thì với chương trình mới là chúng ta không thi như vậy ạ. Dạ vâng ạ, Cô rất dạ. đề thi tuyển sinh 10 là có những nội dung gì cô? Một câu hỏi của bạn học sinh đúng không ạ? Vâng, cô giáo chưa chưa nghe rõ, em có thể nói lại được không ạ? Ý là trong đề thi tuyển sinh 10 là có những nội dung gì? Trong đề thi tuyển sinh vào 10 thì đây chính là nội dung mà tôi vừa mới trình bày đấy ạ. Trong slide vừa rồi thì cô giáo cũng đã trình bày để phụ huynh và học sinh thấy được là nội dung mà các con thi thì sẽ thi với 2 kỹ năng là kỹ năng viết và kỹ năng đọc. Cụ thể thì trong đề thi sẽ gồm có 2 phần, một là phần đọc hiểu và 2 là phần viết. Trong phần đọc hiểu thì sẽ có một ngữ liệu, chúng ta cứ coi như là một cái văn bản, một tác phẩm đi ạ.
Và cái ngữ liệu đó thì các con chưa được học trong sách giáo khoa, các con không không được học cái sự phân tích về cái ngữ liệu đó ở trong sách giáo khoa, mà các con sẽ dùng những kiến thức, những kỹ năng mình đã có được để hiểu về cái văn bản đó. Còn phần viết thì có thể sẽ có một câu hoặc có hai câu xoay quanh những kiểu bài mà các con được học năm lớp 9, như là nghị luận văn học, nghị luận xã hội, văn tự sự, văn biểu cảm, văn thuyết minh, tất cả đều có thể được ra trong đề thi ạ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chị Hải Quỳnh. Và em thấy ở đây thì có bạn Quỳnh Anh, đúng không? Quỳnh Anh cũng đang có một câu hỏi dành cho bạn Hải Quỳnh, dành cho chị Hải Quỳnh. Thì không biết là bạn Quỳnh Anh có thể bật mic và đặt câu hỏi được không nào? Dạ có ạ. Dạ đầu tiên em muốn hỏi chị Hải Quỳnh là có thể chia sẻ cho bọn em là cách viết văn nghị luận và phân tích sao cho đầy đủ những ý chính bắt buộc phải có trong bài văn để cho bài văn mình được hay hơn ấy ạ. Hỏi của em, rất là cảm ơn câu hỏi của Quỳnh Anh. Thì em đang hỏi một cái câu hỏi đi sâu vào mặt chuyên môn, đúng không? Đi sâu vào mặt kiến thức, kỹ năng. Thì cái mảng kiến thức về văn nghị luận vẫn là nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta là chắc chắn đi thi sẽ vào văn nghị luận. Thì chị xin khẳng định là chúng ta cũng chưa có thể chắc chắn được điều gì cả. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thi vào văn viết minh hay là văn tự sự. Thì cái điều đó các bạn hiểu rõ nhá. Văn nghị luận chỉ là một trong những kiểu bài mà chúng ta có thể thi vào thôi. Cái thứ hai là về câu hỏi cụ thể của em là viết văn nghị luận phân tích một tác phẩm như thế nào để cho đầy đủ, để cho hay, thì cái này chúng ta sẽ cần phải có thật là nhiều những cái thời gian để học ở trong những buổi học cụ thể. Nhưng ở đây với cái băn khoăn đang rất là nôn nôn nóng của em rồi thì chị cũng sẽ giải đáp sơ qua nhá, là về viết văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, trước tiên em phải xem là trong sách giáo khoa chúng ta được hướng dẫn là sẽ phân tích những yếu tố gì. Ví dụ với lớp 9 thì chúng ta phải phân tích về nội dung chủ đề, chúng ta phải phân tích về những đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm, thì chúng ta phải có cái kỹ năng nhận biết được nội dung chủ đề của tác phẩm đó là gì, nội dung đó được thể hiện trong các nhân vật hay là thể hiện trong các câu thơ như thế nào. Rồi là về đặc sắc nghệ thuật thì chúng ta phải có cái kỹ năng nhận biết về các biện pháp tu từ hay là các cái yếu tố đặc trưng của thể loại đó. Ví dụ chúng ta phải phân tích một tác phẩm truyện thì chúng ta phải có cái kỹ năng nhận biết được về cốt truyện, về tình huống truyện, về nhân vật, về ngôn ngữ nhân vật, về ngôi kể, vân vân. Thì trong quá trình viết chúng ta sẽ nêu ra những điều đó, nhưng chúng ta không phải chỉ nêu không, mà chúng ta còn phải thể hiện được là điều đó có đặc sắc gì, có giá trị gì, nó hay ở đâu, độc đáo ở đâu, nó cho chúng ta những bài học gì, giúp chúng ta nhận thức thêm được điều gì. Vậy thì từ đó có một cái bí kíp nho nhỏ như thế này, chỉ là một bí kíp trong rất nhiều những bí kíp thôi ạ. Nhưng mà chị bật mí ở đây thì cái bí kíp đó chính là việc khi em phân tích về nội dung của một tác phẩm nào đó thì các em có thể là soi chiếu cái nội dung đó vào trong thực tế đời sống để xem chúng ta có được bài học gì. Nghĩa là có một chút những cái sự liên hệ đời sống trong quá trình mình phân tích về nội dung chủ đề của tác phẩm. Ví dụ em phân tích nội dung chủ đề của một bài thơ đi ạ. Em chỉ ra là bài thơ này viết về chủ đề A. Chủ đề A đó được thể hiện trong phần 1 của bài thơ, trong phần 2 của bài thơ, trong phần 3 của bài thơ. Trong phần 1 của bài thơ tác giả đã viết ABC. Thì sau khi chỉ ra như vậy rồi, em có thể nêu là chính nội dung đó cũng đã giúp cho bạn đọc chúng ta có thể hiểu hơn được về những quy luật tất yếu trong đời sống. Rồi em nêu ra cái quy luật đó, em nêu ra được bài học đời sống mà em rút ra được từ việc hiểu về văn bản. Đó là một trong những cách để giúp cho bài viết của chúng ta trước tiên là dài hơn ạ. Dài hơn ở việc là sâu hơn chứ không phải dài hơn ở việc dài dòng hơn. Và cái thứ hai là cũng cho thấy được việc em hiểu sâu về tác phẩm như thế nào. Thì đó là một vài những giải đáp vẫn rất là gọi là cơ bản thôi ạ. Còn với câu hỏi của Quỳnh Anh thì thực sự là chúng ta sẽ phải học thật là kỹ để có thể hoàn thiện được cho kỹ năng của mình, đạt được cái mục tiêu như em mong muốn nha. Dạ vâng ạ. Câu hỏi thứ hai của em là làm thế nào để cho được những trích dẫn từ bên ngoài vào bài văn và cho vào đoạn nào để dễ lấy điểm ạ?
Trước tiên về việc đưa trích dẫn vào trong bài văn thì chị muốn hỏi rõ là bài văn nghị luận xã hội hay nghị luận văn học. Nếu như mà đưa trích dẫn vào trong một bài văn nghị luận, dù là nghị luận xã hội hay nghị luận văn học thì đó đều được coi như là một bằng chứng. Nhưng mà bằng chứng này là một bằng chứng mang tính triết lý do người khác rút ra, một cái bằng chứng mà mang tính đúng đắn khi mà người khác đã rút ra cái điều đó. Thì không có vị trí cố định cho việc đưa những cái câu trích dẫn đó vào. Em có thể đưa ở mở bài hoặc thân bài hoặc kết bài. Quan trọng là em phải hiểu được nội dung ý nghĩa của trích dẫn đó để rồi em có sự dẫn dắt phù hợp và đặt để nó ở vị trí phù hợp. Tuyệt đối không được là chạy theo việc là phải có dẫn chứng A, à phải có trích dẫn A, phải có trích dẫn B này ở trong bài thì mới được điểm cao. Nếu như chúng ta hiểu hời hợt, thậm chí là không hiểu về dẫn chứng đó, không hiểu về trích dẫn đó thì việc chúng ta đưa trích dẫn vào bài lại trở thành việc khiến cho chúng ta bị trừ điểm, khiến cho cái phần đó của chúng mình bị lạc đề. Nên chốt lại nha, khi em muốn sử dụng trích dẫn trong bài văn của mình, về mặt vị trí không cố định, phần nào cũng được. Về mặt số lượng thì chúng ta sử dụng cân đối, không nên là trong phần nào cũng có trích dẫn khiến cho bài của mình bị loãng. Thứ ba quan trọng nhất là phải hiểu được trích dẫn để rồi trả lời được câu hỏi là trích dẫn này có tác dụng gì trong việc khẳng định quan điểm của em. Thì đấy là cách, đấy là những cái lưu ý khi mà mình đưa trích dẫn vào trong một bài văn nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, Rồi, cảm cảm ơn ơn em em. anh ạ. Đó, em thấy là có rất nhiều những câu hỏi, nhưng mà em sẽ xin phép là cái thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều, cho nên em sẽ mời câu hỏi cuối cùng, được không ạ? Em sẽ mời câu hỏi cuối cùng của Trong đề tuyển sinh 10 là có vâng. trắc nghiệm không cô? Dạ, một câu hỏi về trắc nghiệm ạ. Dạ vâng, có lẽ là quý vị phụ huynh này hay là bạn học sinh này là chưa có theo dõi phần mà cô giáo vừa mới trình bày vừa ở trước, thì cô giáo cũng đã nêu rõ là không có cố định là đề thi vào 10 chắc chắn có phần trắc nghiệm hay là không có trắc nghiệm ạ. Cái việc mà dạng câu hỏi là trắc nghiệm hay hay là tự luận thì cái đó là sẽ do sở giáo dục quy định và sẽ do cái ma trận đề thi thôi, chứ không có một cái chắc chắn nào ở đây cả. Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh lưu ý như vậy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, cô Có ơi rất... cho em hỏi với ạ. Dạ vâng ạ. Ý Em là khi mà mình có đăng ký học của cô, mình có đề ở trên trường á, mình ừ, làm xong rồi mình có gửi cho cô sửa được không ạ? Dạ vâng, ở đây nếu như có những câu hỏi của quý vị phụ huynh hay là của các bạn học sinh thắc mắc về cách thức học trong các khóa học của Văn Trị Hiên thì quý vị cứ thoải mái nhắn tin về cho những kênh truyền thông của Văn Trị Hiên thì sẽ được tư vấn chi tiết. Còn với câu hỏi của phụ huynh thì việc mà các con có những bài kiểm tra ở trên trường, trên lớp cần cái sự giải đáp, tư vấn và chấm chữa của các thầy cô trong khóa học thì chúng ta vẫn hoàn toàn được hỗ trợ ạ. Rất mong là những cái câu hỏi tiếp theo nếu có của quý vị phụ huynh và học sinh liên quan đến việc tham gia khóa học thì quý vị có thể là nhắn tin trực tiếp về cho Học Văn Trị Hiên thông qua fanpage Facebook Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 thì sẽ được giải đáp chi tiết và cặn kẽ luôn ạ. Thì xin phép bạn MC Thanh Thư một chút bởi vì là chị có thấy bạn Khánh Huyền cũng đang rất là mong muốn có thể đặt câu hỏi. Thì xin phép là câu hỏi của Khánh Huyền sẽ là câu hỏi cuối cùng để kết thúc cho phần giải đáp thắc mắc ở đây. Và MC Thanh Thư sau khi kết thúc phần này cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị một cách chi tiết với những cái thắc mắc còn lại chưa được giải đáp trực tiếp ở đây. Thì quý vị có thể liên hệ qua đâu để được tư vấn chi tiết nhất, để được giải đáp chi tiết nhất. Còn bản thân cô giáo ngày hôm nay thì cũng rất mong là có thể giải đáp được tất cả các câu hỏi của mọi người, nhưng quý vị cũng hãy hiểu giúp cho chương trình đó là có những nội dung mà cô giáo đã trình bày ở phần đầu, những nội dung đó đã có thể trả lời được đa số các câu hỏi mà phụ huynh và học sinh có thắc mắc đấy ạ. Nên rất mong là những bạn nào, những thành viên nào vừa mới tham gia chưa kịp theo dõi phần đầu thì chúng ta có thể đợi một chút sau khi kết thúc về phần workshop này, có thể nhắn tin lại về cho Học Văn Chị Hiên để có một cái đường link theo dõi lại buổi workshop hoặc là để được trả lời trực tiếp những câu hỏi của quý vị luôn ạ. Thì sau đây là xin mời bạn Khánh Huyền đặt ra câu hỏi để kết thúc câu hỏi cuối cùng cho phần giải đáp này nhá. Xin mời em. Khánh Huyền có À, thể em xin bật mic lên được. chào chị Hải Quỳnh và MC Thanh Thư. Em có một câu hỏi đó chính là làm thế nào để phần viết văn thì tốt hơn ạ?
Phần viết văn, bạn Khánh Huyền có câu hỏi liên quan đến kỹ năng viết. Đây chắc chắn sẽ là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất mà các bạn sẽ phải sử dụng, áp dụng trong quá trình thi rồi ạ. Vậy thì để viết một cách hay hơn này, nói chung là để viết được điểm cao hơn, thì trước tiên là các bạn sẽ phải học thật là kỹ trong những buổi học ở trên lớp cùng với thầy cô, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, và tham gia đầy đủ các cái hoạt động trong buổi học đó, bao gồm là hoạt động trước khi viết thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu đề này, lựa chọn vấn đề này, cần phải tìm ý, lập dàn ý. Sau đó khi viết thì chúng ta sẽ cụ thể hóa cái dàn ý của mình ra. Và cuối cùng là chúng ta phải có bước kiểm tra lại, đọc lại, rà soát theo bảng kiểm để rút kinh nghiệm. Cụ thể nhất, có hai cái bước mà liên quan trực tiếp tới quá trình chúng ta thi về kỹ năng viết, chính là bước tìm ý, lập dàn ý và bước viết bài hoàn chỉnh. Thì với hai cái bước này, bản thân cô giáo thì hay hướng dẫn với các bạn học sinh, với bước tìm ý và lập dàn ý thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi để có thể tìm ý được ạ. Đó là những câu hỏi gì thì sẽ tùy theo từng kiểu bài. Ví dụ câu hỏi về kiểu bài nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết thì chúng ta sẽ có những câu hỏi ví dụ như vấn đề này là gì? Em có những hiểu biết như thế nào về vấn đề này? Thứ hai là em có quan điểm gì xoay quanh vấn đề này, hãy chỉ ra những cái lý lẽ bằng chứng mà em có để chứng minh cho quan điểm của mình. Rồi, vấn đề có thể được biểu hiện như thế nào, hay là vấn đề này có cách nào để chúng ta giải quyết, rồi xoay quanh vấn đề này thì liệu rằng có những quan điểm nào trái chiều không, thì đối diện với quan điểm đó chúng ta phải có cái lập luận như thế nào. Đó ạ, tóm lại là bước tìm ý và lập dàn ý, chúng ta hãy có cho mình những hệ thống câu hỏi và trả lời được những câu hỏi đó, sắp xếp những câu trả lời mà mình đã có được theo một trình tự phù hợp là chúng ta đã có cái khung sườn của bài viết rồi ạ. Cái thứ hai đó là bước viết bài hoàn chỉnh. Thì bước này là chúng ta không phải chỉ trình bày và chép lại dàn ý được, mà chúng ta phải viết thành câu hoàn chỉnh, phải có sự liên kết, phải có sự bay bổng hoặc là trau chuốt trong từ ngữ của mình. Thì với bước viết bài này, cô giáo hay tìm tòi để có được cái gọi là công thức viết. Nhưng cái công thức này chỉ là một cái sự hướng dẫn chi tiết, định hướng cho các bạn thôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta viết về một vấn đề nghị luận xã hội, chúng ta có thể có một cái cách viết, một cái công thức viết là ví von vấn đề đó giống như hình ảnh gì hay không, để giúp cho câu văn của mình cũng phong phú hơn, giúp cho bài viết của mình có thêm hình ảnh, có thêm cái sự gợi mở cho người đọc. Đấy chỉ là một trong những cái cách để chúng ta có thể viết văn mà hay hơn này, dễ để đạt điểm cao hơn. Tóm lại là hãy chú ý ở bước tìm ý, lập dàn ý và bước viết bài hoàn chỉnh. Bước tìm ý và lập dàn ý thì đi trả lời các câu hỏi, còn bước viết ngoài hoàn chỉnh thì hãy có cho mình những cái cách viết, đọc thật nhiều, tham khảo thật nhiều này, luyện tập thật nhiều để diễn đạt một cách trôi chảy và phong phú hơn, sáng tạo hơn. Và một điều quan trọng nữa là dù viết theo kiểu bài nào thì các bạn có biết là với chương trình mới chúng ta được phép sáng tạo, chúng ta được phép theo đuổi cái quan điểm của riêng mình, theo đuổi cái lối viết của riêng mình. Bởi vậy mà hãy tự tin lên nhé, hãy tự tin theo đuổi cái quan điểm của mình này, theo đuổi ý tưởng của mình và thể hiện nó trong bài viết. Hãy từ bỏ đi một cái suy nghĩ rằng là phải khuôn cứng theo một cái dàn ý chi tiết nào, hay là phải khuôn cứng theo bất cứ một cái mô típ chi tiết nào khiến cho chúng ta viết văn mà lại khiên cưỡng, viết văn mà lại không thể hiện đúng được quan điểm của mình. Thì với chương trình mới, với những kỳ thi của chương trình mới mà các bạn cũng đã từng trải qua với lớp 6, lớp 7 và lớp 8 rồi á, thì lớp 9 chúng ta hãy tiếp tục tự tin với cách viết của mình nha. Thì đấy là những cái lời khuyên cũng như là sự giải đáp của chị với câu hỏi của bạn Huyền nhé. Rất là cảm ơn em. Dạ vâng ạ, xin chân thành cảm ơn những câu hỏi của quý vị cũng như là những cái sự giải đáp của chị Hải Quỳnh dành cho những câu hỏi đó. Và bây giờ thì chúng ta có thể gọi là dành một tràng pháo tay dành cho chị Hải Quỳnh không ạ? Đó, với những cái cơ sự giải đáp cực kỳ là chi tiết ngày hôm nay. Tuy nhiên thì ban tổ chức cũng đã ghi nhận đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh Hào. Ban tổ chức cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái câu hỏi nữa mà các quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh rất là băn khoăn. Vậy thì chúng tôi có một cách thức để các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể tiếp tục đưa ra những cái sự thắc mắc cũng như là những câu hỏi của mình.
Đó, đưa ra những cái sự thắc mắc và những câu hỏi của mình. Đó là các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể nhắn tin về fanpage này của Học Văn Chị Hiên ạ. À. Tôi xin phép được chiếu lên để các quý vị cũng như là các bạn học sinh nhìn thấy. Đây là fanpage hỗ trợ và đồng hành cho các bạn 2K10 Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Và các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh có thể lên trang fanpage, lên Facebook và tìm cái trang này của Học Văn Chị Hiên. Sau đó nhắn tin về tất cả những thắc mắc về chương trình mới, về lộ trình học, về cách thức học và về những khóa học đó tại Học Văn Chị Hiên thì sẽ được giải đáp ở đây. Cho nên là các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh có câu hỏi gì, còn thắc mắc gì thì vui lòng là chúng ta nhắn tin về để có thể được giải đáp, được không ạ? Vâng ạ, em xin cảm Vâng, ơn xin lỗi MC Thanh Thư một chút là hình như ở đây là MC đang chiếu nhầm về hình ảnh hay sao, thì MC có thể chiếu về giao diện của trang Facebook mà MC vừa mới nhắc tới để quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể tìm kiếm dễ dàng hơn được không ạ? ạ. Ở đây trên màn hình bây giờ đang là hình, à rồi đây ạ, chính xác rồi đấy ạ. Các quý vị có thể nhìn thấy đây là trang fanpage của Học Văn Chị Hiên để đồng hành với các bạn 2K10. Đó, Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Và các quý vị phụ huynh, các bạn học sinh vui lòng là chúng ta sẽ nhắn tin về để được hỗ trợ kịp thời, nhanh nhất những thắc mắc, những băn khoăn của mình về lộ trình học, cách thức học và về những khóa học dành cho các bạn 2K10 ạ. Cảm ơn các bậc phụ huynh và cảm ơn các bạn học sinh. Các chúng ta có thể thấy rằng là đối với hành trình phía trước là một hành trình rất dài, đúng không ạ? Một hành trình rất khó khăn, rất gian nan cho những cái chương trình mới ạ, cho những kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của chúng mình. Thế cho nên là chúng ta sẽ cùng đến với một phần của Học Văn Chị Hiên của buổi workshop ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là rất là hữu ích cho năm học này, đó chính là phần định hướng. Và hãy cùng tôi đến với một hoạt động nho nhỏ trong buổi workshop ngày hôm nay với chủ đề cùng con vươn tới điểm số cao. Và tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động giúp cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể thấu hiểu nhau cũng như là đưa ra được những mong muốn, những kỳ vọng, những quyết tâm cho năm học mới. Và tôi xin phép được chia sẻ màn hình một trang web. Đây ạ, à, đây là một trang web dành cho hoạt động ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề cùng con vươn tới điểm số cao, workshop của Học Văn Chị Hiên. Và tôi xin phép là sẽ gửi đường link này vào box chat cho quý vị. Và xin phép được phổ biến cách thức tham gia hoạt động. Chúng ta sẽ truy cập vào đường link mà chúng tôi đã gửi trong box chat cũng như là sẽ gửi vào trong Zalo cho quý vị. Zalo của nhóm cộng đồng workshop Học Văn Chị Hiên cùng con vươn tới điểm số cao. Chúng ta sẽ truy cập vào trang web này và khi quý vị truy cập vào trang web thì sẽ nhìn thấy hai bảng ạ. À, hai bảng tương ứng với hai vai trò của quý vị trong ngày hôm nay. Thứ nhất, bảng màu hồng chúng ta có thể thấy đó là phụ huynh. Đấy, đó là các bạn học sinh, đúng không ạ? Và bảng màu xanh bên này đó là các bậc phụ huynh. Không biết là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã truy cập được đường link hay chưa? Đó, tôi có thể thấy đã có một số những bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã truy cập được rồi, đúng không ạ? Và khi chúng ta truy cập được rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ những mong muốn, những hy vọng của bố mẹ chính là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh chính là những bạn 2K10 ở năm học lớp 9 mới này và kỳ thi tuyển sinh vào 10. Và câu trả lời của quý vị sẽ hiện lên ở đây. Và quý vị đừng quên, đó là kết thúc những cái buổi workshop này của chúng tôi thì sẽ có những phần quà gửi tới cho quý vị. Cho nên là các bạn hãy cùng, đó, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh hãy cùng điền những mong muốn và những kỳ vọng của mình trong hoạt động của Học Văn Chị Hiên ạ. À, chúng ta sẽ thực hiện hoạt động này trong vòng 5 phút, cho nên các bậc phụ huynh và các bạn học sinh hãy nhanh tay truy cập vào đường link mà tôi đã gửi trong box chat và có thể sẽ gửi ngay bây giờ vào nhóm Zalo của quý vị và điền những mong muốn, kỳ vọng của mình cho năm học mới này. Vâng ạ, à, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều những mong muốn và những kỳ vọng được hiện lên ở đây. Bên phía các bạn 2K10, đúng không, thì cũng có rất nhiều những kỳ vọng. Và bên phía các bậc phụ huynh, những người đồng hành với con của mình trong năm học tới thì cũng có rất nhiều kỳ vọng và những mong muốn dành cho các bạn học sinh. Vâng ạ, à, có thể thấy, chị Hải Quỳnh cũng như quý vị có thể thấy đó là chúng ta
có thể thấy rằng là những bậc phụ huynh, ví dụ như con có thể đỗ được cấp 3 này, mong muốn con đỗ được cấp 3. Còn đối với các bạn 2K10 thì sao ạ? Đối với các bạn 2K10 thì chúng ta sẽ thấy là 9 điểm văn này, đỗ nguyện vọng 1. Đó. Nhất học sinh giỏi tỉnh, đã có những bạn mà thi chuyên hoặc là có cái định hướng thi học sinh giỏi tỉnh ở đây. Đã có rất nhiều những câu hỏi ở đây và chúng ta sẽ thực hiện hoạt động trong vòng 5 phút thôi ạ. À. Cho nên là Đâu không không tỏ đâu đấy, các bạn vui lòng là nào chúng ta tham đâu gia để hoạt động xem thì sẽ tắt mic nha. đâu. Chị ơi chị chưa gửi Zalo á chị. Ok ạ, à. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể gửi Zalo đường link để các bạn có thể truy cập. Thế còn đường link thì chính là đường link mà tôi đã gửi ở box chat đấy. Thế cho nên là các quý vị và các bạn có thể điền đường link ở đó ạ. Đạt điểm cao kỳ thi vào 10 và đạt nhiều thành tựu trong năm học lớp 9. Đã có một bạn 2K10 điền rất là hay ở đây ạ. Dạ, em có thấy có một bậc phụ huynh điền hoạt động ngày hôm nay của chúng ta, đó là các con có thể đậu nguyện vọng 1, kiến thức bổ trợ vững chắc cho kỳ thi tuyển sinh vào 10 và hành trình học văn giáo dục phổ thông 2018 sau này. Em cũng hoàn toàn đồng ý với điều này, bởi vì có thể thấy rằng là các bạn không chỉ học ở chương trình lớp 9, mà lên lớp 10, lớp 11, lớp 12, các bạn cũng sẽ tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cho nên đây không chỉ là mong muốn và kỳ vọng của phụ huynh, mà còn của rất nhiều những cái bạn học sinh và những thầy cô giáo nữa, đúng không ạ? Các bạn thì đều mong muốn đậu được nguyện vọng 1, thậm chí là 8 cộng 9 cộng văn. Và có rất nhiều bạn tham gia những kỳ thi học sinh giỏi. Dạ, đây là một cái hoạt động em nghĩ rằng là rất ý nghĩa và phần nào có thể nhìn thấy được những mong muốn và những kỳ vọng của chúng mình. Dạ, có một bậc phụ huynh thì nói rằng là mong con sẽ đỗ được nguyện vọng 1 và học tốt môn văn hơn. Có một bạn thì không biết là ở tỉnh nào nhưng mà có mong muốn là gì ạ? Con mong muốn đỗ nguyện vọng 1, đỗ nội trú của tỉnh. Hy vọng rằng là đây sẽ là một cái mong muốn có thể trở thành nguyện vọng có thực luôn trong năm học tới của bạn 2K10 nhá. Rất nhiều những mong muốn của các bạn học sinh đang hiện lên ở đây ạ. Dạ, thời gian của chúng ta đã sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ còn 2 phút cho hoạt động này. Nên các bậc phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng. Đó là chúng ta sẽ điền nhanh hoạt động này ạ. Đỗ nguyện vọng 1, đỗ chuyên. Năm nay có vẻ là có rất nhiều bạn 2K10 có nguyện vọng vào các trường chuyên. Các bậc phụ huynh thì có một mong muốn rất lớn, đó là các con có thể đỗ cấp 3, đỗ nguyện vọng 1. Và em nghĩ rằng là nguyện vọng 1 của các bạn thì đều là những trường cực kỳ tốt. Thế cho nên đây là những cái nguyện vọng, những mong muốn mà có thể thực hiện được trong năm học tới khi mà các bậc phụ huynh đồng hành với các con của mình trong một hành trình rất là khó khăn và đầy những thách thức của chương trình mới này. À, có một cái mong muốn rất là đáng yêu của một bạn 2K10 đúng không ạ? Con mong ai cũng mạnh khỏe, nhất là bố mẹ và ông bà. Con đường học văn của con luôn sáng lạn, đạt được những thành tích cao. Trời ơi, một cái mong muốn rất là đáng yêu. Khi mà bạn không chỉ có mong muốn dành cho mình, mà còn mong muốn dành cho ông bà, bố mẹ của mình nữa. Đúng rồi, ông bà, bố mẹ mạnh khỏe và có thể đồng hành với mình trên một hành trình phía trước, đúng không ạ? Đỗ nguyện vọng 1 thủ khoa, có một bạn có một ước mơ rất là lớn, đó là đỗ được thủ khoa, đúng không ạ? Đạt được 25 điểm trở lên. Đó, rất nhiều bạn mong muốn này. Có một bạn là gạch đầu dòng ra này, 8 điểm văn, đỗ chuyên, đỗ vào trường mà mình mong muốn. Rất nhiều đúng không ạ? Và hoạt động của chúng ta đã sắp kết thúc rồi ạ, còn 30 giây cuối cùng. Cho nên là những cái câu trả lời của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh sẽ được lưu lại ở đây trong buổi workshop ngày hôm nay. Và quý vị đừng rời khỏi màn hình, bởi vì đến cuối của buổi workshop thì chúng tôi sẽ có những
phần quà, những phần quà rất lớn trong buổi workshop ngày hôm nay dành cho các bậc phụ huynh và dành cho các bạn học sinh đã tham gia và ủng hộ buổi workshop của học văn chị Hiên ạ. Học tập tốt môn văn và các môn khác, đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 chuyên để không phụ công của cha mẹ nuôi dưỡng, một cái sự bày tỏ mong muốn rất là đáng yêu đúng không ạ? Dạ, các bậc phụ huynh thì vẫn mong con có thể đỗ được nguyện vọng 1, đỗ nguyện vọng 1, đỗ cấp 3. Như vậy là hoạt động của chúng ta đã kết thúc chỉ trong 5 phút thôi, nhưng ban tổ chức của buổi workshop đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, rất nhiều những mong muốn, rất nhiều những hy vọng của các bậc phụ huynh, của các bạn học sinh cho năm học tới và cho kỳ thi tuyển sinh vào 10. Đã có những sự mong muốn, đã có những kỳ vọng rất xúc động, cũng đã có những mong muốn lớn lao mà chúng ta nghĩ rằng đó là ai cũng có thể đạt được khi chúng ta có đủ quyết tâm, khi chúng ta có đủ những sự đồng hành trên hành trình đó. Không biết là nhìn những mong muốn và những hy vọng này của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh 2K10 thì chị Hải Quỳnh có những lời khuyên và những chia sẻ như thế nào không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn Thanh Thư, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một hoạt động mà bản thân tôi nghĩ rằng là một cái hoạt động mà trao cơ hội cho các em học sinh 2K10 có thể viết nên ước mơ của mình, viết rõ ra mục tiêu của mình. Và chị tin rằng là mỗi một lần chúng ta viết ra như vậy là một lần chúng ta có thêm quyết tâm. Còn đối với các bậc phụ huynh luôn luôn là như vậy ạ, giản dị như vậy thôi, bình dị như vậy thôi, nhưng là một cái sự kỳ vọng lớn lao. Đúng là trái tim của cha mẹ thì sẽ không có mong muốn gì khác ngoài việc là con cái của mình có thể học hành tốt, có thể đỗ đạt và thực hiện được ước mơ. Thì đây ạ, nhìn vào đây, chị chỉ mong rằng là các bạn 2K10 ơi, các em hãy nhìn vào những dòng chữ ô màu xanh đang có ở trên màn hình đây. Đây chính là những lời mong muốn của cha mẹ chúng mình đấy. Những lời mong muốn này của các bậc phụ huynh đã nói thay cho mong muốn của, tôi tin là của tất thảy các bậc phụ huynh đối với các bạn 2K10 năm nay, đó là các con có thể học tập tốt, có thể thi đỗ, có thể đạt điểm cao. Vậy thì để đạt được điều đó, đứng trước những cái kỳ vọng, đứng trước những mong muốn lớn lao của các bậc phụ huynh và của các em học sinh như thế này, thì từ phía một cô giáo, một người giáo viên có ít nhiều những cái kinh nghiệm, đã có những cái kinh nghiệm đồng hành với các con học sinh trong kỳ thi chuyển cấp, và đặc biệt là với những cái năm học trước đây khi mà với chương trình mới, thì sau đây thì cô giáo cũng xin chia sẻ một chút những cái định hướng mà quý vị phụ huynh và các con học sinh có thể là tham khảo áp dụng để có thể học môn văn trong năm học này một cách hiệu quả hơn. Thì xin phép MC Thanh Thư là chị sẽ trình chiếu những cái nội dung này để có thể trao đổi rõ hơn với cả các bậc phụ huynh và các con học sinh nha. Dạ vâng ạ. Em đã thấy màn hình của chị Hải Quỳnh rồi đấy ạ. Dạ vâng, ở đây thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Đó là một trong những câu hỏi, một trong những cái băn khoăn rất lớn của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh khi tham gia buổi workshop ngày hôm nay, đó là học như thế nào? Vậy thì những cái câu trả lời cho câu hỏi đó thì tôi sẽ cụ thể hóa bằng một lộ trình học như sau. Quý vị có thể tham khảo ạ. Chúng ta có thể coi cái quá trình mà để đạt điểm cao và đỗ nguyện vọng 1, đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà các con mơ ước giống như việc mà chúng ta xây một ngôi nhà ấy ạ. Thì để có được một ngôi nhà khang trang, một cái ngôi nhà thật đẹp, một ngôi nhà vững chãi thì các con cần phải xây nền trước. Bởi vậy mà lộ trình học với các bạn lớp 9 năm nay, quý vị có thể tham khảo chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là các con phải học kiến thức nền. Kiến thức nền ở đây là gì ạ? Là những cái kiến thức bám sát ở trong sách giáo khoa ấy ạ. Cái này các con không phải tự bơi đâu, mà chúng ta cần phải tham gia thật đầy đủ này, thật là tích cực trong quá trình học trên lớp để có được kiến thức nền. Thậm chí là chúng ta cũng có thể tìm tòi học hỏi thêm để vững cái phần kiến thức nền này. Thầy cô trên lớp sẽ giúp cho các con có được kiến thức nền vững chắc. Sau đó, chúng ta sang cái giai đoạn thứ hai là sẽ tổng ôn những cái phương pháp, tổng ôn những nội dung mà các con sẽ có trong đề thi. Đó, ví dụ như là chúng ta sẽ tổng ôn về cách đọc hiểu các tác phẩm theo từng thể loại, cách đọc hiểu theo từng thể loại. Chúng ta sẽ tổng ôn cách viết theo từng kiểu bài văn mà các con sẽ có thể đối diện ở trong kỳ thi. Và cuối cùng là chúng ta luyện đề ạ.
Với chương trình mới, với một cái cấu trúc đề thi mà các con còn nhiều những sự hoang mang thì không thể thiếu được việc luyện đề. Cụ thể, nội dung của từng giai đoạn 1 học kiến thức nền là các con sẽ học bám sát nội dung sách giáo khoa. Giai đoạn này cũng cần phải thực tập trung, thật là tập trung thì chúng ta mới có thời gian cho những giai đoạn khác. Sang đến giai đoạn tổng ôn về phương pháp, giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ làm sao để có thể ôn sâu được những cái kiến thức có trong đề thi. Cụ thể là những kiến thức tiếng Việt là một đấy, kiến thức về đọc hiểu theo từng thể loại là hai ạ, và thứ ba là kiến thức theo từng kiểu bài viết. Đó là ba cái kiến thức tổng ôn sâu mà các con cần phải tổng ôn trước khi mà chúng ta luyện đề. Còn việc luyện đề thì chúng ta sẽ bám sát theo cấu trúc đề thi mà nếu như tỉnh thành của mình có đưa ra đề minh họa thì chúng ta nên luyện đề bám sát theo cấu trúc đề thi của đề minh họa đó, chứ không phải là chúng ta tìm kiếm những đề thi theo từng bộ sách để rồi học bám theo những đề thi đó. Thì quý vị lưu ý về điều đó ạ. Đấy là về cái việc luyện đề. Thế thì cụ thể hóa cho ba giai đoạn này thì quý vị có thể nhìn lên màn hình. Ở đây là một cái lộ trình chi tiết hơn. Ví dụ với giai đoạn kiến thức nền thì các con có thể học bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12. Đây là một cái lộ trình cho việc tự học của các con ạ. Còn việc chúng ta còn các con tham gia học ở trên lớp thì vẫn phải bám sát theo thời khóa biểu và định hướng của thầy cô rồi ạ. Còn đây là một cái lộ trình mà các con có thể tự ôn tập cho mình. Thì tới đây sẽ là tháng 7, thì bắt đầu từ tháng 7 các con có thể bắt đầu luôn cái quá trình học này của mình rồi, thậm chí là có thể bắt đầu từ bây giờ luôn ạ. Bằng việc là các con nên có sách giáo khoa, cần phải biết được là mình học bộ sách nào. Thì giai đoạn 1 này chúng mình sẽ học tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, khoảng 5 tháng để chúng ta có được một cái nền bao gồm tất cả những kiến thức mà bám sát theo sách giáo khoa. Điều này cũng rất cần thiết để giúp cho các con có được những cái số điểm thường xuyên, những số điểm đánh giá ở trên lớp ổn. Bởi cũng có thể là những năm tới đây thì chúng ta sẽ có thêm những hình thức xét tuyển sử dụng học bạ hay là sử dụng điểm số của các con trong những kỳ thi thường xuyên ở trên lớp để làm một trong những cơ sở để xét trong kỳ thi vào 10 cho xét để ở độ cấp 3. Thế nên là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng hãy để ý tới cái điểm số bình thường ở trên lớp của các con. Nên giai đoạn 1 này chúng ta học về kiến thức nền vừa giúp cho chúng ta có thể là nắm được kiến thức cơ bản này và vừa giúp cho chúng ta có thể có được những số điểm cao trong các bài thi kiểm tra thường xuyên ở trên lớp. Thì chúng ta cứ học lần lượt theo từng bài ở trong sách giáo khoa thôi ạ, và tập trung ở kỹ năng viết và kỹ năng đọc. Còn kỹ năng nói và nghe thì các con có thể là được hướng dẫn ngay từ đầu với những lưu ý chung rồi áp dụng những lưu ý đó trong các bài nói và nghe. Đó là giai đoạn 1 theo kiến thức nền. Thì ở đây tôi cũng đã liệt kê ra các chủ đề mà các con được học theo từng bộ sách đây ạ. Ví dụ các bạn mà học theo bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, các con sẽ được học lần lượt theo các chủ đề từ bài 1 đến bài 10. Và các chủ đề đó thì là về các thể loại như là truyện truyền kỳ này, thơ Song Thất Lục Bát này, hay là truyện thơ nôm, rồi văn bản nghị luận, văn bản bi kịch, hay là truyện trinh thám, thơ 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ, rồi văn bản nghị luận hay văn bản giới thiệu, vân vân. Tương ứng như thế thì các bộ sách khác cũng có những thể loại như vậy nhưng sẽ được sắp xếp theo trình tự khác nhau. Đó ạ. Thì đấy là sự khác biệt giữa các bộ sách thôi. Còn như tôi cũng đã khẳng định ngay từ đầu là nội dung học của các con vẫn phải bám sát theo cái yêu cầu cần đạt chung. Dù học theo bộ sách nào thì cũng phải đảm bảo được những yêu cầu đó. Khi đọc tác phẩm thơ thì các con đều phải nhận biết được những yếu tố này. Khi đọc tác phẩm truyện các con đều phải thấy được, đều phải phân tích được những yếu tố kia. Đó là yêu cầu cần đạt chung. Thì dù học theo bộ sách nào con cũng cần phải đạt được. Nhưng để đạt được điều đó thì cái giai đoạn học kiến thức nền này rất quan trọng quý vị ạ. Tôi rất mong là có thể giúp quý vị hiểu rõ rằng không phải bởi vì đi thi con không thi vào tác phẩm sách giáo khoa mà con không cần học tác phẩm đấy nữa. Đó là một suy nghĩ rất là sai lầm. Bởi nếu như không có việc học các tác phẩm trong sách giáo khoa, con sẽ không thể được thực hành, không thể được hướng dẫn và không thể hiểu được cách làm khi mà đi thi với một tác phẩm mới. Tác phẩm mới ở đây là mới về mặt nội dung nhưng cùng thể loại mà con được học. Bởi vậy, khi học các tác phẩm trong sách giáo khoa là một bước để con có thể được thực hành những kiến thức mình được học. Nên nếu như mà con coi nhẹ cái việc học các tác phẩm sách giáo khoa thì con sẽ không thể có được cái năng lực để làm những bài thi đâu ạ.
Thì đó là giai đoạn 1, chuyên đề 1 học kiến thức nền. Chuyên đề 2 là chuyên đề mà các con sẽ học về phương pháp, là phần màu xanh đây ạ. Thì tôi đã ghi ra ở đây là các con sẽ học lần lượt những cái kỹ năng đọc, kỹ năng viết nghị luận xã hội, viết nghị luận văn học và viết các kiểu bài viết khác. Thì quý vị cũng có thể thấy là phần phương pháp này chúng ta học trong khoảng 3 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, là các con sẽ tập trung vào những gì có trong đề thi, bao gồm là kỹ năng đọc và kỹ năng viết thôi ạ. Thì với kỹ năng đọc, các con sẽ ôn lại cách đọc hiểu theo thể loại với tất cả các thể loại mà các con học của lớp 9, như là truyện ngắn, truyện truyền kỳ, truyện trinh thám, thơ, truyện thơ, rồi bi kịch, rồi văn bản nghị luận, văn bản thông tin và tổng ôn lại cả về kiến thức tiếng Việt nữa ạ. Còn kỹ năng viết thì các con sẽ được học chi tiết về cách viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết, bài văn nghị luận văn học phân tích một tác phẩm văn học hay các kiểu bài viết khác như văn tự sự, văn thuyết minh, văn biểu cảm, vân vân. Thì quý vị có thể để ý về phần phương pháp này, bởi vì phần phương pháp này nó có vai trò rất quan trọng. Nếu như mà con không tổng ôn lại trước khi đi vào luyện đề thì các con sẽ dễ bị hoang mang, dễ bị quên những cái kiến thức nhỏ. Nên trước khi đi vào luyện đề chúng ta cần thiết phải có một cái giai đoạn học thật sâu về phương pháp. Giai đoạn này cũng sẽ giúp cho các con giải đáp tất cả những cái thắc mắc của mình trong quá trình viết. Bởi có thể khi học bám sát sách giáo khoa như chuyên đề 1 thì các con mới chỉ hiểu hình dung được các bước thôi. Còn cụ thể hóa từng bước như thế nào thì lại chưa có nhiều cơ hội được hướng dẫn kỹ. Thì cái chuyên đề phương pháp này sẽ là sự hướng dẫn kỹ cho các con. Các con sẽ không phải tự bơi nữa, các con sẽ không phải là tự suy nghĩ rồi làm tự viết với những cái câu văn còn gặp nhiều lỗi nữa, mà các con sẽ được chỉ ra những lỗi thường gặp rồi cách khắc phục để từ đó mà hiểu được là nên làm như thế nào một cách thật chi tiết. Chỗ nào có vướng mắc thì chúng ta sẽ cần phải gợi ý chi tiết cho các con để các con có được cách làm. Và cuối cùng không thể thiếu được ạ, đã là đi thi thì sẽ cần phải luyện đề rồi. Thì chúng ta có thể dành trọn vẹn tháng 4 và tháng 5 để luyện khoảng 15 đề. Mỗi tuần chúng ta luyện khoảng 2 đề thì để giúp cho các con có thể rút kinh nghiệm. Và quá trình luyện đề này thì chúng ta không phải tập trung vào số lượng mà hãy tập trung vào chất lượng, trong việc là thứ nhất, đề là phải bám sát theo cấu trúc đề thi minh họa nếu có. Còn nếu như sở giáo dục tỉnh mình không có đề minh họa thì các con cần phải bám sát theo cấu trúc đề trong các kỳ thi thường xuyên ở trên trường, trên lớp. Thứ hai là quá trình viết là các con phải thực sự là vận dụng kiến thức mình có, chứ không phải là chăm chăm tìm tài liệu để mình chép. Thì thứ ba là sau khi viết xong là các con phải được chấm chữa chi tiết để rút kinh nghiệm trong giai đoạn luyện đề này. Và trên đây cũng chính là cái lộ trình mà đã có những bạn học sinh có mặt ở đây đã tham gia ở trong khóa học. Đây cũng chính là lộ trình mà tôi chia sẻ từ khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 9 năm nay của Văn Chị Hiên. Bởi vậy quý vị có thể coi đây như là một sự tham khảo chi tiết về những nội dung cũng như là một lộ trình các con có thể đi theo trong suốt quá trình học năm lớp 9 này. Bởi tôi đã lên lộ trình là từ tháng 7 năm nay cho đến tháng 5 sang năm. Bởi vì nếu như không có gì thay đổi thì các tỉnh thành thường là sẽ thi vào 10 vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đấy ạ. Nên là lộ trình này là cho toàn bộ cả năm học của các con. Với cái quá trình các con tự học thì quý vị có thể tham khảo như vậy. Lộ trình này cũng sẽ được gửi lại cho quý vị sau khi mà buổi workshop này kết thúc, để quý vị nào quan tâm cũng có thể tìm hiểu thêm và áp dụng cho các con ạ. Vậy thì để kết thúc lại cho những lời khuyên của mình thì tôi cũng rất là mong là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh hãy chú ý những điều như sau. Thứ nhất, chúng ta không nên quá nóng vội chỉ quan tâm tới nội dung đề thi mà bỏ qua bước học kiến thức nền. Nghĩa là chúng ta không nên nghĩ rằng đề thi không thi vào tác phẩm sách giáo khoa nên chúng ta không cần học tác phẩm trong sách giáo khoa. Thì tôi nhấn mạnh lại điều này để quý vị có thể hiểu rõ là cái việc học tác phẩm trong sách giáo khoa là một bước giúp các con được xây nền, giúp các con được thử làm, thử đi, rút kinh nghiệm. Nếu không có nó, các con không thể tự làm được đối với một tác phẩm khác. Lưu ý thứ hai đó là quý vị và các bạn học sinh không nên giữ một cái tư tưởng là học lệch, ôn lệch, rằng là đề thi chỉ thi vào kỹ năng đọc và kỹ năng viết nên là không cần phải xây dựng kỹ năng nói và nghe, hay là đề thi sẽ chỉ có thể đưa ra vào kiểu văn nghị luận xã hội hay nghị luận văn học thôi. Những suy nghĩ đó đều chưa chính xác.
Như tôi đã nói thì mọi cái yêu cầu cần đạt mà Bộ Giáo dục đưa ra đối với các bạn học sinh lớp 9 đều có thể được đưa vào đề thi. Ví dụ như yêu cầu cần đạt các con phải viết được một bài văn thuyết minh hay phải viết được một đoạn văn biểu cảm thì tất cả những nội dung đó đều có thể được đưa vào đề thi ạ. Chứ không phải là đề thi chỉ thi văn nghị luận đâu ạ. Nên chúng ta không được học lệch và ôn lệch. Đặc biệt là chúng ta không nên quá sợ hãi, lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực. Việc chúng ta lo lắng khi đối diện với một điều mới đó là điều tất yếu rồi ạ. Thế nhưng chúng ta không nên quá bị đắm chìm vào điều đó để rồi có những suy nghĩ tiêu cực. Bản thân cô giáo đã lắng nghe rất là nhiều những bạn nhỏ hay thậm chí là các bậc phụ huynh than ngắn thở dài rằng sao năm nay 2K10 lại khổ thế nhở, lại phải thi lên năm đầu tiên là chuột thí nghiệm rồi năm đầu tiên thi theo chương trình mới, tại sao không phải là những năm học khác, tại sao tại sao. Thì tôi nghĩ rằng là với mỗi sự khó khăn thì đều có ở đó là một cơ hội. Khó khăn thì luôn đi kèm với cơ hội. Và hơn nữa, quý vị hãy cứ nghĩ rằng là gì? Năm đầu tiên các con được trải nghiệm với cách thi mới, với đề thi mới, đây là một cái bài học đáng quý cho các con, một cơ hội lớn cho các con được trải nghiệm và được thực sự thi với năng lực của mình. Nên chỉ cần các con cố gắng, các con học thật, thi thật thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Và đặc biệt là khi mà là một năm đầu tiên áp dụng với những nội dung mới thì chắc chắn sẽ luôn có những sự hướng dẫn, định hướng chi tiết từ các cơ quan, từ các ban ngành có chức năng, có cái quyền hạn ở đó. Ví dụ là năm đầu tiên thi theo chương trình mới thì khả năng cao là Sở Giáo dục sẽ đưa ra đề minh họa cho các con này. Hay là năm đầu tiên thi chương trình mới thì các thầy cô hay là những phòng giáo dục, những sở giáo dục sẽ có rất nhiều những biện pháp để giúp cho các con có thể trải qua cái kỳ thi này một cách dễ dàng nhất, một cách yên tâm nhất. Bởi vậy mà quý vị không hề đơn độc ạ. Chúng ta luôn có thầy cô, luôn có nhà trường, luôn có các ban ngành, luôn có sở giáo dục và có các đơn vị để cùng đồng hành với chúng ta nữa. Thế nên là hay quý vị có thể hình dung là buổi workshop ngày hôm nay cũng chính là một cái sự đồng hành để quý vị thấy là chúng ta không hề đơn độc trên cái hành trình đồng hành cùng với các con, trên cái hành trình chinh phục kỳ thi vào 10 trong năm học 2024-2025 tới đây. Nên là lời cuối cùng cho phép tôi là bày tỏ cái niềm hy vọng, một sự kỳ vọng lớn lao và một sự tin tưởng đặc biệt tới các bạn 2K10 năm nay. Tôi tin rằng, chị tin rằng là các bạn với kiến thức, kỹ năng mà chúng ta đã có từ những năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì với năm lớp 9 này các em sẽ được tỏa sáng, sẽ được thể hiện và vận dụng tất cả những gì mình có đến với những kiến thức mới, khám phá chương trình mới, khám phá những kiến thức rất rất thú vị. Sẽ có rất là nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Vậy nên, thay vì sợ hãi, thay vì lo lắng, thay vì tiêu cực, thì chúng ta cùng với sự tự tin, cùng với niềm tin tưởng, cùng với sự yêu thương đồng hành của ông bà, cha mẹ, của thầy cô, thì chúng ta sẽ chinh phục được chương trình ngữ văn lớp 9 này và chinh phục được những điểm số thật cao trong các kỳ thi quan trọng nhé. Chúc các bạn sẽ đạt được cái ước mơ của mình như đã thống kê, như đã chia sẻ ở trong hoạt động vừa rồi. Chúc các em sẽ đạt 8 cộng, 9 cộng, thủ khoa, đỗ nguyện vọng 1 trong kỳ thi vào 10 năm 2025 tới đây nha. Và tôi cũng chúc cho quý vị phụ huynh là sẽ luôn có tình yêu thương này, sẽ luôn có sự thấu hiểu và đồng hành thật sát sao với các con để các con cảm nhận được niềm tin yêu của bố mẹ và từ đó có thêm được động lực trong quá trình học của bản thân mình. Rất cảm ơn quý vị vì đã có mặt ở đây và trao cho tôi cái cơ hội được chia sẻ những nội dung kiến thức, những thông tin cũng như là những cảm nhận của mình dành cho các con 2K10 năm nay ạ. Rất cảm ơn quý vị ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hải Quỳnh và kính thưa các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Như vậy, thời gian của buổi workshop đã đi đến hồi kết. Học văn chị Hiên xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị và hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm đầy hữu ích về định hướng chương trình sách giáo khoa mới và những thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh vào 10. Xin chân thành cảm ơn chị Hải Quỳnh, diễn giả của buổi workshop với những chia sẻ vô cùng hữu ích.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, bất cứ một hành trình thành công nào cũng được kiến tạo từ những viên gạch nhỏ nhất. Và chúng ta hãy cùng nhau bật camera để có thể lưu lại một cái bức ảnh lưu niệm trong buổi workshop ngày hôm nay, một trong những viên gạch đầu tiên của hành trình đầy chông gai đó, được không ạ? Và ngay bây giờ thì em xin phép mời các bậc phụ huynh, các bạn học sinh có thể bật camera. Đấy, chúng ta hãy cùng bật camera lên để có thể chụp một bức ảnh lưu niệm khi mà kết thúc buổi workshop ngày hôm nay ạ. Không biết là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đã bật camera chưa ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ đều bật camera để bên bộ phận kỹ thuật có thể chụp lại một bức ảnh lưu niệm, được không ạ? Dạ vâng ạ. Em xin mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh bật camera. Vâng, em đã thấy có một số bậc phụ huynh và các bạn học sinh bật camera rồi, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. Bên bộ phận kỹ thuật xin phép là sẽ chụp lại màn hình của buổi workshop ngày hôm nay ạ. Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh bật camera nhé. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Như vậy là bộ phận kỹ thuật đã chụp được bức ảnh lưu niệm ngày hôm nay rồi và có thể thấy đến giai đoạn cuối rồi nhưng workshop vẫn nhận được những sự động hành, những sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Để tri ân sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình ngày hôm nay của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thì Học Văn Chị Hiên hân hạnh gửi tới các bậc phụ huynh và các bạn học sinh những phần quà của buổi workshop. Thứ nhất ạ, đó là chúng tôi sẽ dành tặng toàn bộ tài liệu hướng dẫn khóa học, lộ trình học và nội dung học mà diễn giả Hải Quỳnh đã sử dụng cho buổi workshop ngày hôm nay tới các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Thứ hai ạ, đối với những bậc phụ huynh và các bạn học sinh nào quan tâm tới khóa học Văn VIP, khóa học toàn diện cho lớp 9 mới thì chúng tôi hân hạnh được gửi tới voucher giảm giá 600.000 ạ, trực tiếp vào học phí của khóa học. Và đối với những phần quà này thì các bậc phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 để có thể nhận được những phần quà. Chúng tôi bắt đầu tặng quà từ ngày mai ạ. Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên gạch ngang Trung học cơ sở lớp 6789 và chúng tôi sẽ hỗ trợ tặng quà cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh bắt đầu từ ngày mai. Đó, và tôi đang chiếu trên màn hình cách thức cũng như là fanpage để các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể truy cập, có thể nhắn tin và nhận được phần quà. Đây là phần quà độc quyền dành cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh tham gia workshop ngày hôm nay của Học Văn Chị Hiên. Nên các bậc phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng chúng ta có thể chụp lại hoặc tìm kiếm fanpage này ở trên trang Facebook của Học Văn Chị Hiên ạ. À.